Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 431, bắt đầu thần vệ. Nói đến đây, Trương Thiên Hoành đáp, xem ra sắp tới đây thiên hạ sẽ không được thái bình. Trong tay tôi không có đủ nhân lực, cho nên tôi mới muốn nói với cậu chuyện thứ hai. Ngô Bình, xin thần tướng cứ nói. Trương Thiên Hoành nhìn anh, hỏi, Ngô Bình, cậu có thể gia nhập đội bắt đầu thần vệ, kề vai sát cánh cùng tôi tiêu diệt lũ yêu ma đó, bảo vệ mọi người được không? Ngô Bình rất bất ngờ, anh không ngờ Trương Thiên Hoành lại mời mình gia nhập tổ chức này nên nhất thời do dự không biết quyết định thế nào. Trương Thiên Hoành nói, thực ra Thiên Long hay Thần Võ Ti đều là các tổ chức dưới trướng thần vệ. Cậu làm việc cho Thiên Long hay làm việc cho thần vệ vốn không có gì khác nhau. Ngô Bình đáp, việc này quá bất ngờ nên xin thần tướng cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Trương Thiên Hoành cười đáp, được, tôi cho cậu 3 ngày. Nếu cậu đồng ý gia nhập thì tôi sẽ giao lại doanh trại ở Giang Nam cho cậu. Ngô Bình hỏi, doanh trại Giang Nam là chi nhánh nhỏ của tổ chức sao? Chu Đà cười đáp, cậu Ngô, doanh trại Giang Nam trấn giữ khu vực Giang Nam, Giang Tả, Hải Thành, Tỉnh Ca. Tất cả những nơi đó đều thuộc quyền quản lý của doanh trại Giang Nam. Một khi đám yêu ma xuất hiện ở những nơi này thì sẽ do doanh trại Giang Nam chịu trách nhiệm xử lý, đồng thời kịp thời thông báo với cấp trên. Ngô Bình, doanh trại này có bao nhiêu người vậy? Chu Đà, cả thảy chừng hơn 1.000 người. Ngô Bình ngạc nhiên, nhiều như vậy sao? Chu Đà, không nhiều, cần phải có nhân viên thường trực ở các thành phố, xã, huyện, còn cả văn thư và hậu cần thì số đó mới tạm coi là đủ dùng. Ngô Bình, vậy đám yêu ma có thường xuyên xuất hiện ở khu vực đó không? Chu Đà gật đầu, nếu là khu vực Giang Nam thì mỗi tháng khoảng 10 mấy vụ. Chiến đấu với chúng là việc cực kỳ nguy hiểm, bình quân mỗi lần đụng độ, chúng tôi đều mất trên 3 người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình tâm trạng hơi trùng xuống, nghiêm trọng như vậy sao? Chu Đà, đúng vậy, đương nhiên đãi ngộ của chúng tôi cũng rất cao. Các chiến sĩ tuyến đầu hàng năm nhận được khoảng 50 triệu tệ tiền lương. Hơn nữa, mỗi lần làm nhiệm vụ, sẽ căn cứ theo độ khó và độ nguy hiểm của nhiệm vụ để thưởng, phần thưởng có thể từ 10 triệu tệ đến mấy trăm triệu tệ. Ngô Bình hai mắt lóe sáng, thưởng nhiều vậy sao? Trương Thiên Hoành cười đáp, sau này cậu là người trấn thủ doanh trại Giang Nam, mỗi lần giết được một tà ma đều sẽ có thưởng. Ngô Bình cười đáp, xem ra làm quan cũng có thể phát tài đây. Trương Thiên Hoành đáp, thu nhập chỉ là một phần thôi, thành viên của bắt đầu thần vệ còn có đặc quyền. Nếu cậu trấn giữ trại Giang Nam thì tất cả chủ tịch tỉnh, quan chức địa phương trong khu vực phải tuyệt đối nghe lệnh và phối hợp với cậu. Thậm chí, trong phạm vi 10 nước, cậu có quyền định đoạt sống chết của kẻ khác, có thể tiền trảm hậu tấu. Ngô Bình kinh ngạc, quyền lực lớn đến vậy sao? Trương Thiên Hoành cười đáp, đương nhiên. Sau đó, ông ấy nói tiếp, chuyện của Đường Lâu, tôi đã biết. Chỉ là thân phận của tôi có chút đặc biệt, không tiện tham dự. Ngày mai, Lăng Thiên Chiến Thần sẽ đại diện tôi tới tham gia buổi lễ cắt băng khánh thành. Ngô Bình, vô cùng cảm ơn thần tướng. Lúc này, Chu Đà nói, thần tướng, rượu và đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi. Trương Thiên Hoành cười nói, Ngô Bình, chúng ta cùng uống vài ly nhé. Ngô Bình vội vã đáp, tôi không dám làm phiền thần tướng nữa, hôm khác tôi lại tới. Trương Thiên Hoành cũng không ép anh. Đáp được, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định đi nhé. Sau khi từ biệt Trương Thiên Hoành, chiếc xe ban nãy đón Ngô Bình lại đưa anh về khách sạn Đường Hoàng. Đường Băng Vân chưa đi nghỉ mà vẫn đợi anh về. Thấy Ngô Bình quay lại, cô ấy vội hỏi, thế nào rồi, Trương Thần Tướng đã nói gì vậy? Ngô Bình cười đáp, ông ấy hy vọng tôi có thể tham gia bắt đầu thần vệ, nhưng tôi chưa đồng ý. Đường Băng Vân cau mày, giết tà ma là việc hết sức nguy hiểm, anh đừng nên đồng ý thì hơn. Ngô Bình gật đầu, nhiều hiểm nguy nhưng đãi ngộ rất cao. Nói rồi, đột nhiên anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Đường Băng Vân. Đường Băng Vân giật mình, ngước mắt lên nhìn anh, hỏi, làm gì đấy? Ngô Bình khẽ mỉm cười, đáp, cô đẹp thật đấy, tôi chỉ muốn ngắm kỹ hơn một chút. Vẻ mặt hung dữ ban nãy của Đường Băng Vân chuyển sang vẻ dịu dàng. Hai người họ cứ nhìn nhau như vậy. Ngô Bình dịu dàng hỏi, Băng Vân, cô có nguyện vọng gì muốn thực hiện không? Đường Băng Vân vẻ mặt khó hiểu, hỏi, tôi cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ. Không phải anh đang định tỏ tình với tôi đấy chứ? Ngô Bình cười hi hi đáp, nghĩ vậy cũng được, dù gì tôi cũng mê mệt cô rồi. Đường Băng Vân hết chịu nổi nữa, rụt cổ lại đáp, nổi cả da gà. Ngô Bình kéo cô ra ban công tầng 3 hóng gió. Ở đó trồng không ít cây và hoa thơm.
giờ đã là cuối thu, bầu trời không mây, từ ban công nhìn ra xa có thể thấy cả bầu trời sao. Một tay Ngô Bình ôm lấy Đường Băng Vân, ban đầu cô còn phản kháng nhưng về sau cũng tựa đầu mình vào vai anh, ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng. Hôm nay anh cứ như bị thần kinh vậy, cô nói. Từ nhỏ đã quen súng ống gươm đao, đánh đánh giết giết, Đường Băng Vân đương nhiên không có năng khiếu nói những lời dịu dàng lãng mạn. Ngô Bình cười đáp, ngồi gần một kẻ thần kinh như vậy thì xem ra bệnh của em cũng không nhẹ đâu. Đường Băng Vân lườm anh mới là đồ thần kinh đấy. Băng Vân, làm bạn gái anh nhé, Ngô Bình nói tiếp, như vậy anh sẽ không phải đóng giả làm chồng sắp cưới của em nữa, chúng ta sẽ làm thật luôn. Đường Băng Vân thoáng mỉm cười, nhưng sau đó nói bằng giọng trêu chọc, anh cứ mơ đi. Ngô Bình ngửi mùi thơm trên tóc cô, khẽ hỏi, Băng Vân, em còn chưa nói cho anh biết ước nguyện của em là gì. Đường Băng Vân im lặng một lát rồi đáp, đó là bố mẹ em có thể đoàn tụ, mẹ cũng không còn ghét em nữa. Ngô Bình sững lại, mẹ em ghét em á? Đường Băng Vân cúi đầu đáp, đúng vậy, từ lúc em bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì ánh mắt bà ấy nhìn em lúc nào cũng ghét bỏ và xa cách. Cả năm trời cũng không về gặp em lần nào. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, lý do gì khiến một người mẹ có thể đối xử với đứa con ruột thịt của mình như vậy? Còn bố em thì sao? Ông ấy đã mất tích như thế nào? Năm đó có một người bạn đến tìm bố em, hai người họ rời đi cùng nhau, sau này không quay về nữa, Đường Băng Vân đáp. Ngô Bình an ủi cô, có thể chú ấy vẫn còn sống, anh sẽ giúp em nghĩ cách tìm chú ấy. Đường Băng Vân biết việc tìm bố chẳng khác nào mò kim đáy bể nên khẽ lắc đầu, thôi bỏ đi, em sớm đã quen với việc một mình rồi. Ngô Bình không khỏi cảm thấy thương xót cô gái này. Đường Băng Vân từ nhỏ đã không có tình yêu của bố mẹ, ngày nào cũng phải tu luyện, tiếp nhận sự giáo dục hà khắc. Tuổi thơ của cô không hề có niềm vui, chẳng trách cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Ngô Bình dịu dàng nói, từ giờ trở đi, anh chính là bạn trai của em. Em có bất cứ chuyện gì cũng có thể nói với anh. Hai chữ bạn trai khiến Đường Băng Vân khẽ run rẩy, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh. Ngô Bình ôm cô vào lòng, khẽ xoa lưng an ủi cô. Đường Băng Vân ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể anh, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của anh. Đột nhiên trong lòng cô trào dâng một cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng cảm nhận được. Mặc dù ông nội cũng yêu thương cô, nhưng đó là tình yêu mà trưởng bối dành cho con cháu mình, hoàn toàn không giống với cảm giác mà Ngô Bình cho cô. Đường Băng Vân dụi đầu vào lòng anh, sau đó nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện rồi dần ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngô Bình cứ ôm cô như vậy ngồi tới khi trời sáng. Đường Băng Vân nằm trong lòng anh xinh đẹp tuyệt trần, làn da cô mịn màng như tuyết, hàng lông mi dài, ngũ quan cân đối và tinh xảo đến mức hoàn mỹ. Cô nằm trong lòng anh, ngủ ngon như một đứa trẻ. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên gương mặt cô, hàng mi dài của cô khẽ động đậy, cô chớp chớp mắt rồi mới mở hẳn mắt ra. Đường Băng Vân nhìn Ngô Bình, bàn tay ngọc ngà đột nhiên ôm lấy cổ anh, lấy đà ngồi bật dậy. Sao em lại ngủ thiếp đi luôn được nhỉ, cô hỏi với vẻ nghi hoặc. Ngô Bình vẩy vẩy tay, than thở, Băng Vân, lần sau em có thể lên giường ngủ không? Cánh tay anh tê cứng hết rồi này. Đường Băng Vân lườm anh một cái nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, đáp đáng đời, ai bảo anh ôm em làm gì? Chương 432, đường lâu. Ngô Bình thở dài trêu lại cô, đồ tồi. Đường Băng Vân đánh yêu anh một lát rồi nói, chuẩn bị một lát rồi tới đường lâu thôi. Họ ăn qua loa vài món rồi sửa soạn để đi tới đường lâu. Đường lâu nằm ở trung tâm thương mại Thiên Kinh, là một tòa cao ốc rất lớn, cao 380 mét. Trên mặt đất có 88 tầng, còn dưới đất có 7 tầng, diện tích mặt bằng xây dựng lên tới hơn 400.000 mét vuông, có sức chứa tới hơn 10.000 người. Ngô Bình nhìn tòa nhà cao chọc trời, hỏi, Băng Vân, xây tòa nhà này tốn rất nhiều tiền phải không? Đường Băng Vân gật đầu, khoảng 20 tỷ. Tòa nhà lớn thế này mà chỉ để mở nhà hàng thôi sao? Đường Băng Vân, đương nhiên là không phải, bên trong còn có câu lạc bộ, sòng bạc, khách sạn, tiệm cầm đồ, ngoài ra còn có thể cho thuê. Ngô Bình, còn có cả sòng bạc sao? Đúng vậy, đó là sòng bạc cao cấp chỉ phục vụ khách nước ngoài. Chủ yếu là khách đông doanh, bán đảo và la sát. Sòng bạc chỉ là cơ sở kinh doanh nhỏ, cái chính là tiệm cầm đồ, cô nói tiếp tiệm cầm đồ sẽ chuyên mua bán một số thứ vô cùng thú vị. Ngô Bình rất tò mò về tiệm cầm đồ này. Hỏi ra mới biết, tiệm cầm đồ ở đây khác xa so với tiệm cầm đồ bình thường. Tiệm cầm đồ ở đây không chỉ có thể cầm cố vật thể, mà còn có thể cầm cố những thứ phi vật thể.
Ví dụ một cao thủ giang hồ có thể đem cầm cố một lần ra tay. Một bác sĩ có thể cầm cố một lần chữa bệnh. Hơn nữa, những thứ mà tiệm cầm đồ này thu nhận cũng là những vật phẩm hết sức đặc biệt. Ví dụ như các văn vật thời tiền sử, công pháp, các loại thảo dược. Những thứ này tiệm cầm đồ bình thường sẽ không nhận. Nghe đến đây, Ngô Bình cười nói, xem ra chủ tiệm cầm đồ này phải hiểu biết nhiều lắm đây. Đường Băng Vân gật đầu, đúng vậy, chủ tiệm cầm đồ phải có hiểu biết đa lĩnh vực, như vậy mới định giá được món đồ. Ngô Bình, chắc tiệm cầm đồ của bọn em đã thu được không ít món đồ nhỉ. Đường Băng Vân, đương nhiên, có cơ hội em sẽ dẫn anh đi xem. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến sảnh lớn. Có một đám người đang làm việc vô cùng bận bịu. Ngô Bình liếc nhìn, nhận ra những người này đều có tu vi, có lẽ là cao thủ mà Đường Môn phái tới. Chủ tịch, nhìn thấy Đường Vân, những người kia thi nhau chào hỏi. Ngô Bình cười hỏi, Băng Vân, em là chủ tịch gì vậy? Đương nhiên là chủ tịch của Đường Lâu rồi. Đường Lâu cũng phải kinh doanh, hơn nữa lời lãi phải tự chịu. Nói rồi, Đường Băng Vân cười nói, đúng rồi, hôm qua em gọi điện cho ông nội. Ông nội nói anh có 30% cổ phần ở đây. Ngô Bình ngạc nhiên, 30% cổ phần của anh sao? Đường Băng Vân nói, không sai, hơn nữa anh không cần góp đồng vốn nào cả. Nhưng ông nội có một yêu cầu, đó là anh phải đảm nhận trọng trách bảo vệ cho Đường Lâu. Nếu nó gặp rắc rối, anh phải ra mặt giải quyết. Ngô Bình lắc đầu cười khổ, đúng là không có bữa ăn nào là miễn phí, anh hiểu rõ rằng nếu nơi này gặp rắc rối, thì nó sẽ không phải rắc rối bình thường. Đường Băng Vân, 30% là nhiều lắm đó. Những khoản khác không nói, riêng lợi nhuận từ việc tổ chức đấu giá ở đây cũng đủ khiến anh kinh ngạc rồi. Nói chuyện vài câu xong, Đường Băng Vân chỉ đạo mọi người làm công tác chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành lúc 9 giờ sáng. Ngô Bình đi lại xung quanh xem có chỗ nào cần sửa lại không. Buổi lễ khánh thành sẽ diễn ra ở sảnh lớn. Nơi này vô cùng rộng, trần cao tới 20 mét, trên trần còn treo một chiếc đèn chùm thủy tinh. Chiếc đèn này nặng tới 10 tấn, phí đặt mua là gần 30 triệu tệ. Hơn nữa ánh sáng tỏa ra từ nó vô cùng lung linh đẹp mắt. Ngô Bình bị cái đèn đó thu hút, không khỏi ngẩng đầu lên ngắm. Vừa nhìn kỹ chiếc đèn này, anh lập tức nheo mắt lại. Ngô Bình phát hiện ra trong 10 bóng đèn chùm có rất nhiều loại bột gì đó. Những bóng đèn này được điều khiển bởi 10 sợi dây mảnh, vô cùng tinh vi. Một khi những sợi dây mảnh này được kích hoạt, bóng đèn sẽ vỡ ra, sau đó một lượng lớn bột thuốc sẽ rơi xuống. Ngô Bình mặt không biến sắc. Vẫy tay gọi một người tới, nói, tìm một cái thang cao ra đây, những bóng đèn này có vấn đề, để tôi sửa lại. Rất nhanh sau đó, một chiếc thang đã được lắp ghép xong. Ngô Bình nhanh chóng leo lên, chỉ một thoáng là gỡ xong những bóng đèn kia xuống. Anh vừa gỡ bóng đèn vừa đưa mắt quan sát tình hình xung quanh. Ở tầng 2 có hai người đàn ông ăn mặc như phục vụ mặt biến sắc, nhìn anh chằm chằm. Ngô Bình bỏ mấy chiếc bóng đèn vào túi rồi nhanh chóng leo xuống. Anh gọi Đường Băng Vân tới rồi nói nhỏ, Băng Vân, đi theo anh. Đường Băng Vân hỏi, có chuyện gì vậy? Có nội gián, anh đáp, sau đó hai người đi lên tầng 2. Đường Băng Vân nghiêm mặt lại, hỏi, ai? Tầng 2 có hai kẻ, anh phải tóm chúng trước đã, nói rồi anh giao lại mấy ngọn đèn cho Đường Băng Vân, nói, trong ngọn đèn chùm có thuốc độc, nếu không phải anh quan sát xung quanh thì hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đường Băng Vân cũng vô cùng sợ hãi. Cô lẩm bẩm, Đường Lâu được xây dựng từ hơn một năm trước. Lẽ nào chúng đã chuẩn bị ra tay ngay từ lúc đó? Ngô Bình, rất có thể là như vậy. Hai người họ đi dọc tầng 2, về phía hai gã phục vụ kia. Thấy họ đi qua, hai gã phục vụ vội cúi đầu, cung kính nói, chào chủ tịch. Ngô Bình cười nói, vất vả rồi, sau đó anh búng tay một cái, mấy đạo chỉ phong đánh trúng hai kẻ đó, khiến chúng không thể cử động. Anh thổi bột thôi miên vào mũi chúng. Sau đó niệm một đoạn chú rồi hỏi, các người làm việc cho ai? Hai kẻ đó đôi mắt đờ đẫn, đồng thanh đáp, phu vương. Ngô Bình, ngoài các người ra, còn kẻ nào nữa không? Có, hai người đó ở trong bếp, một kẻ đáp. Đường Băng Vân nổi trận lôi đình, những người này là đệ tử của Đường Môn, vậy mà lại bị phu vương mua chuộc. Cô hỏi, tại sao các người phản bội Đường Môn? Một kẻ đáp, phu vương nói sau khi việc thành sẽ cho chúng tôi mỗi người 1 tỷ tệ. Đường Băng Vân thở dài, cô gọi thuộc hạ tới, bảo họ đi bắt hai nội gián dưới nhà bếp rồi đưa đến một căn phòng. Đó là một phòng họp nhỏ, 4 kẻ kia quỳ trên mặt đất, đều đã bị Ngô Bình thôi miên.
Đường Băng Vân hỏi một vài câu thì biết được đám người này đều do Vu Vương phái tới. Bọn chúng đặt thuốc độc trong ngọn đèn chụp, đồng thời hạ độc vào thức ăn. Sau khi hỏi xong, bốn kẻ đó bị đưa đi. Đường Băng Vân nét mặt vô cùng khó coi, thở dài nói, nếu không có anh thì chuyện hôm nay đã không thể cứu vãn được rồi. Ngô Bình, trước mắt đừng nói những việc này, anh đi kiểm tra lần nữa. Sau đó, Ngô Bình lại đi xung quanh kiểm tra nhưng không phát hiện thêm điều gì bất thường. 8 giờ đúng đã bắt đầu có khách tới, họ tặng rất nhiều lãng hoa, muôn vàn loài hoa tranh nhau khoe sắc. Người đầu tiên tới lại là Tiểu Vũ Hoàng của Thiên Kinh. Danh tiếng của Tiểu Vũ Hoàng lẫy lừng, ông ta đích thân tới khiến Ngô Bình không khỏi kinh ngạc. Đường Băng Vân vội bước tới đón tiếp, cô cười nói, chú Trịnh, lâu lắm không gặp. Cảm ơn chú đã tới. Tiểu Vũ Hoàng không còn trẻ, đã chừng 50 tuổi. Ông ta cắt đầu bằng, dáng hơi gầy, mặc bộ đường phục màu đen tuyền. Ông ta cười nói, Băng Vân, không ngờ cháu đã lớn thế này rồi. Đúng là lớn lên khác hẳn, càng ngày càng xinh đẹp. Đường Băng Vân giới thiệu Ngô Bình với ông ấy, chú Trịnh, đây là bạn trai cháu Ngô Bình. Tiểu Vũ Hoàng nhướng mày, Ngô Đại Tông Sư, tôi nghe danh cậu từ lâu, hôm nay rất vui có cơ hội gặp mặt. Ngô Bình vội đáp, tiền bối khách sáo rồi, cảm ơn đã tới. Đường Băng Vân nói, Ngô Bình, chú Trịnh là cao thủ hàng đầu của cảnh giới nhân tiên, cũng là anh em kết nghĩa với bố em. Đúng lúc này, một ông cụ chừng 70-80 tuổi trông như người nông thôn bước vào, đằng sau còn có vài người nữa. Nhìn thấy ông ấy, Tiểu Vũ Hoàng vội vã đi tới chào hỏi, Trịnh Luân rất hân hạnh được gặp chú. Người vừa tới đó là Đường Thiên Tuyệt, hôm nay là lễ cắt băng khánh thành, thân là chủ nhân của đường môn nên Đường Thiên Tuyệt sau cùng cũng quyết định sẽ tới. Ông ấy muốn nói với người trong thiên hạ, Đường Thiên Tuyệt này đã khôi phục lại tu vi địa tiên. Chương 433, Tiểu Vũ Hoàng. Đường Thiên Tuyệt cười nói, Trịnh Luân, cháu đến được chú rất vui. Chú à, việc của đường môn, cháu đương nhiên phải tới. Trịnh Luân vội vã đáp, vô cùng kính cẩn với Đường Thiên Tuyệt. Được được, Đường Thiên Tuyệt mỉm cười gật đầu. Sau đó ông ấy nhìn sang Ngô Bình, cười nói, Ngô Bình, hôm nay cháu vất vả rồi. Ngô Bình, ông nội lại khách sáo rồi, cháu không thấy vất vả chút nào. Đường Thiên Tuyệt cười ha ha đáp, vậy thì tốt rồi. Những khách mời tiếp theo đa số là những nhân vật có máu mặt và có quan hệ mật thiết với nhà họ Đường. Đến 8 rưỡi, Sở Thiên Anh và Phương Vĩnh Thương cũng tới. Sau đó là Triệu Chính Lệnh. Họ tới là vì Ngô Bình mời nên anh đích thân ra tiếp đón. Những người tới đa số là người trong giang hồ. Thấy ba người họ không hòa nhập được với những người khác, Ngô Bình liền ra trò chuyện cùng họ. Triệu Chính Lệnh nhân cơ hội kéo Ngô Bình ra một góc yên tĩnh rồi nói, cậu Ngô, việc ở Hải Thành tôi hết sức xin lỗi. Thực ra nếu không vì nhà họ Triệu thì kẻ đó đã không nhắm vào cậu. Ngô Bình đáp, người đó muốn hại tôi đương nhiên phải ra tay phản công. Triệu Chính Lệnh cười đáp, miếng thịt mỡ sắp đến miệng ông ta rồi còn bị cậu cướp mất, tôi nghe nói ông ta tức suýt chết. Ngô Bình khẽ thở dài, đắc tội với tai to mặt lớn đó, tôi chỉ sợ mình không có kết cục tốt đẹp. Triệu Chính Lệnh nhìn quanh, sau đó nói nhỏ, cậu cứ yên tâm, người đó giờ đã không thể nào ra tay với cậu được nữa, bởi ông ta sắp bị luân chuyển khỏi chức vụ hiện tại rồi. Ngô Bình mừng rỡ, ồ, sắp bị điều đi sao? Triệu Chính Lệnh, ông ta ăn nhiều quá khiến một ông lớn khác ngứa mắt. Không ngoài dự đoán, tôi sẽ tiếp quản vị trí của ông ta. Ngô Bình vội vã đáp, chúc mừng ông nhé. Triệu Chính Lệnh xua tay cười đáp, chuyện còn chưa chắc chắn, giờ nói ra có hơi sớm. Hai người họ nói chuyện riêng thêm vài câu, sau đó lại quay lại bữa tiệc trò chuyện cùng những người khác. Sở Thiên Anh vô cùng cảm kích Ngô Bình, nếu không nhờ anh chữa vết thương cho thì có lẽ ông ấy vẫn đang đau đớn sống không bằng chết. Cậu Ngô, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã trở thành nhân vật lớn thế này, quả thực rất giỏi, ông ấy chân thành nói. Ngô Bình cười đáp, Sở tướng quân khách sáo rồi, lần trước trị liệu xong ông cảm thấy thế nào? Sở Thiên Anh cười đáp, hoàn toàn bình phục rồi, không đau một chút nào nữa. Phương Vĩnh Thương nói, y thuật của cậu đúng là thiên hạ vô song, tôi và Thiên Anh đều vô cùng biết ơn cậu. Sau này nếu cậu có việc gì cần đến chúng tôi thì chỉ cần nói một tiếng. Chúng tôi chắc chắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Mấy người họ đang nói chuyện thì đột nhiên một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đó có khí tức rất mạnh, là một cao thủ ở cảnh giới thứ hai của địa tiên. Người này mặc một chiếc áo choàng màu bạc, vóc người cao lớn vạm vỡ. Đường Thiên Tuyệt nhanh chóng bước tới, cung kính chào hỏi, chào mừng chiến thần Lăng Thiên,
anh tới đây đúng là vinh dự của Đường lâu. Chiến thần Lăng Thiên khẽ gật đầu, anh Đường, nhiều năm chưa gặp lại. Đường Thiên Tuyệt cười đáp, sắp 12 năm rồi, chiến thần vẫn phong độ như xưa. Chiến thần Lăng Thiên, anh Đường khách sáo rồi, thần tướng có việc không tới được nên tôi đại diện tới thay. Ngô Bình biết chiến thần Lăng Thiên tới là vì anh nên anh bước lên phía trước, chắp tay chào hỏi, chiến thần Lăng Thiên, hậu bối nghe danh đã lâu. Chiến thần Lăng Thiên quan sát đánh giá Ngô Bình một hồi, sau đó cười đáp, người anh em rất được thần tướng xem trọng, mong cậu nắm bắt lấy cơ hội này. Ngô Bình hiểu ông ấy đang ám chỉ điều gì, cười đáp hậu bối sẽ suy xét cẩn thận. Đường Thiên Tuyệt, thần tướng quả thực rất có mắt nhìn. Cháu rể tôi là bậc kỳ tài, không chỉ có y thuật vô song, hơn nữa chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã từ một người bình thường trở thành tông sư tiên thiên. Thành tựu như vậy trước đây chưa ai từng đạt được. Chiến thần Lăng Thiên, anh Đường mới là người có mắt nhìn, có thể tìm được cháu rể chất lượng như vậy, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Đường Thiên Tuyệt xua tay, tôi làm gì có mắt nhìn gì đâu, là do cháu gái tôi Băng Vân có mắt chọn. Đường Băng Vân đỏ mặt, không đáp lời. Ngô Bình cười tươi như hoa, đáp, xin ông nội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với Băng Vân. Đường Thiên Tuyệt vui vẻ cười đáp, được được. Đằng sau vẫn còn những vị khách khác. Lúc này, Tiểu Vũ Hoàng đi tới nói chuyện với Ngô Bình, tuổi tác tôi đã cao nên mạn phép gọi cậu là cháu rể nhé. Người này là anh em kết nghĩa của bố Đường Băng Vân, vai vế cao hơn anh nên Ngô Bình đương nhiên không ý kiến gì. Anh nói, tiền bối lại khách sáo rồi, chú cứ gọi cháu là Ngô Bình là được rồi. Trịnh Luân gật đầu, việc của Đường môn chú chỉ là người ngoài không tiện tham gia. Nhưng Băng Vân giống như cháu gái chú nên sau này nếu có việc gì cần, cứ đi tìm chú nhé. Chú không dám nói mình có địa vị ở Thiên Kinh nhưng các bằng hữu trên giang hồ cũng nể mặt chú vài phần. Ngô Bình nghe vậy liền hỏi, chú à, bên phía Vu Vương và Phong Tiên liệu có thể dùng biện pháp mềm dẻo, các bên ngồi xuống bàn bạc với nhau có được không? Nghe tới hai cái tên này, Tiểu Vũ Hoàng lắc đầu, việc này không được đâu. Bọn họ luôn căm thù những kẻ chặn đường tài lộc của mình. Đường lâu xuất hiện thì họ là người bất lợi nhất, trừ phi đường lâu đóng cửa, nếu không thì hai bên sẽ vĩnh viễn là tử thù. Sau đó Tiểu Vũ Hoàng nói chuyện với Ngô Bình thêm vài câu rồi cũng từ biệt đi về. Đợi ông ta đi khỏi, Đường Băng Vân cười lạnh, như thể có chút khinh bỉ ông chú này. Ngô Bình tò mò hỏi, Băng Vân, sao vậy? Đường Băng Vân, 10 năm trước Đường môn cũng từng mở một cái đường lâu ở Thiên Kinh. Lúc đó ông ta có quyền có thế, nói rằng nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Nhưng kết quả, đường lâu chỉ mở được 3 ngày đã phải đóng cửa, chết mất hơn 10 người. Còn ông ta, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Ngô Bình giờ mới vỡ lẽ, hóa ra Tiểu Vũ Hoàng này chỉ giỏi nói chứ thực tế sẽ không giúp đỡ gì. Ngô Bình, Tiểu Vũ Hoàng này trấn áp được cả Phong Tiên thì chắc chắn không phải dạng vừa. Đường Băng Vân, đương nhiên, ông ta là đệ tử của trưởng lão đứng đầu Đạt Ma Đường Chùa Đại Thiền Nhàn Vân Thiền Sư, là cao thủ số một cảnh giới nhân tiên. Ông nội nói ông ta đã tu luyện được 3 phép thần thông, 7 loại tuyệt kỹ, là kỳ tài võ học, người đời gọi là Tiểu Vũ Hoàng. Ngô Bình hỏi, nếu đây là Tiểu Vũ Hoàng thì ai là Đại Vũ Hoàng vậy? Đường Băng Vân, cuối thời Nguyên đầu thời Minh, có một vị được gọi là Võ Đạo Chí Tôn từng đứng đầu giang hồ, làm minh chủ võ lâm 10 năm liền. Chu Nguyên Chương ngồi được lên ngai vàng, một nửa công lao là của người đó. Người đời gọi là Vũ Hoàng Đế, có thể sánh ngang hàng với Chu Nguyên Chương. Ngô Bình kinh ngạc, lợi hại đến vậy sao? Rồi sau này thì sao? Người đó có còn sống không? Đường Băng Vân lắc đầu, năm thứ 2 sau khi Chu Nguyên Chương đăng cơ là người này đã mất tích rồi. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Giang hồ đồn rằng Chu Nguyên Chương hại chết ông ấy, nhưng chưa từng có bằng chứng rõ ràng. Ngô Bình, Trịnh Luân này được gọi là Tiểu Vũ Hoàng, đúng là rất giỏi. Đường Băng Vân, đúng vậy, ông nội nói ông ta có khả năng trở thành võ tiên ấy chứ. Ngô Bình kinh ngạc, anh đương nhiên biết võ tiên là gì. Võ tiên lấy võ đạo làm chủ yếu tu luyện sức mạnh cơ thể, thực lực vô cùng đáng sợ. Võ tiên lại chia thành võ địa tiên, võ thiên tiên. Bình thường mà nói, nếu cùng một cảnh giới thì võ địa tiên mạnh hơn địa tiên bình thường rất nhiều. Ban nãy anh đã quan sát rồi, Trịnh Luân này nội trong 1 năm tới sẽ có thể đột phá cảnh giới, trở thành võ địa tiên, Ngô Bình nói. Đường Băng Vân cau mày, nhanh vậy sao? Thế thì phiền to rồi, đường lâu lại có thêm một kẻ địch mạnh. Chương 434, cơ hội và thách thức. Ngô Bình lấy làm lạ, Trịnh Luân này dù không giúp nhà họ Đường thì cũng không đến nỗi trở mặt thành thù chứ.
Đường Băng Vân thở dài, là do anh chưa biết đó thôi, chùa Đại Thiền vẫn luôn muốn vươn tay đến cả Thiên Kinh, hơn nữa Trịnh Luân chính là người đại diện cho họ làm việc đó. Nếu chùa Đại Thiền nhắm vào nhà họ Đường thì sẽ còn rắc rối to. Cô ấy nói tiếp, cao thủ chùa Đại Thiền đa số là tăng nhân, không tiện tham gia việc đấu đá như thế này. Còn những đệ tử không phải tăng nhân thì có không ít người tòng quân, thậm chí còn có rất nhiều người ở trong Thần Võ Ti và Thiên Long. Trong số những người đó, Trịnh Luân là người có tu vi cao nhất, cho nên được gọi là đại sư huynh trong số các đệ tử. Ngô Bình nghe đến đây thì đã hiểu ra vấn đề, anh nói, xem ra dã tâm của Trịnh Luân này rất lớn, ông ta muốn mượn danh chùa Đại Thiền để xây dựng nên đế chế của mình. Đường Băng Vân gật đầu, cho nên ông ta còn đáng sợ hơn Phong Thiên và Vu Vương. Một lát sau, Đường Thiên Tuyệt lên bục phát biểu vài câu sau đó chính thức cắt băng Khánh Thành. Ngô Bình là một cổ đông chính trong đó nên cũng tham gia. Không biết có phải là do có sự tham dự của Đường Thiên Tuyệt và Chiến Thần Lăng Thiên không mà lễ cắt băng Khánh Thành diễn ra vô cùng thuận lợi, không có chuyện gì bất thường xảy ra. Sau khi buổi lễ kết thúc, khách khứa lục tục ra về. Đợi khách khứa đi về hết, Đường Thiên Tuyệt gọi Ngô Bình và Đường Băng Vân tới phòng khách, nói rằng có điều muốn nói với họ. Đường Băng Vân rót trà cho ông nội, sau đó ngồi xuống cạnh Ngô Bình. Đường Thiên Tuyệt rất vui, trên gương mặt thường trực nụ cười. Ông ấy hỏi, Ngô Bình, Đông Hoàng ở chỗ cháu vẫn tốt chứ? Ngô Bình gật đầu, vẫn tốt ạ, nó đổi đồ cho cháu mấy lần rồi. Cháu đang muốn hỏi ông mấy thứ đồ trên người nó từ đâu ra vậy? Đường Thiên Tuyệt cười khổ, mặc dù ông ở bên cạnh nó rất lâu rồi nhưng cũng không biết những thứ đó từ đâu mà có. Ngô Bình, vậy tại sao ban đầu Đông Hoàng lại chọn ở lại bên cạnh ông vậy? Đường Thiên Tuyệt đáp, việc đó có liên quan đến việc kinh doanh cầm đồ của Đường Lâu. Cháu cũng biết tiệm cầm đồ của Đường Lâu thường xuyên nhận được những món đồ hơi kỳ quái. Đông Hoàng sau khi nhìn thấy những món đồ đó thì chọn ở lại nhà ông. Ngô Bình gật đầu, hóa ra là vậy. Có cơ hội cháu sẽ tới nhà kho của tiệm cầm đồ xem thử. Trong đó quả thực có rất nhiều vật phẩm. Cháu có thể vào đó xem, thích món nào thì cứ lấy. Đường Thiên Tuyệt rất hào phóng. Ngô Bình mừng rỡ, cảm ơn ông ạ. Đường Thiên Tuyệt không cười nữa mà vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Nói, Ngô Bình, nội bộ Đường môn vẫn còn rất loạn nhưng giờ tu vi của ông đã được khôi phục, Đường Lâu ở Thiên Kinh cũng thuận lợi khai trương. Chỉ cần 7 ngày tiếp theo các cháu giữ được Đường Lâu thì Đường môn sẽ bước lên một tầng cao mới. Nói đến đây, mặt ông ấy càng nghiêm lại, 7 ngày đầu tiên này có thể sẽ xảy ra rất nhiều biến cố. Cháu và Băng Vân nhất định phải hành động vô cùng cẩn trọng. Ngô Bình, thời gian này ông sẽ không ở lại Thiên Kinh sao? Đường Thiên Tuyệt lắc đầu, ông không thể thường xuyên ở lại đây, hôm nay ông sẽ rời đi. Cho nên Đường Lâu ở đây phải nhờ cháu rồi. Có lẽ Băng Vân đã nói với cháu có 30% cổ phần ở Đường Lâu. Ngô Bình gật đầu, Băng Vân có nói rồi ạ, cháu nhận như vậy cũng thấy hơi áy náy. Đường Thiên Tuyệt xua tay đáp, đâu phải cháu nhận không? Không biết sau này Đường Lâu sẽ còn gặp phải những biến cố gì, những chuyện đó đều phải nhờ cháu giải quyết. Ngô Bình quả quyết gật đầu, xin ông cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp Băng Vân quản lý thật tốt Đường Lâu. Đường Thiên Tuyệt cười đáp, ông rất tin tưởng cháu. Trước đó Chiến Thần Lăng Thiên đã nói thần tướng cũng rất coi trọng cháu, không phải ông ấy lại định lôi cháu vào nguy hiểm đấy chứ. Ngô Bình không giấu giếm mà thật thà đáp, vâng ạ, Trương thần tướng hy vọng cháu có thể trấn giữ doanh trại Giang Nam. Đường Thiên Tuyệt rất bất ngờ, trấn thủ doanh trại Giang Nam sao? Ông ấy muốn cho cháu vị trí cao đến vậy sao? Đường Băng Vân vội vã hỏi, ông nội, vị trí đó có quyền lực rất lớn sao? Đâu chỉ là lớn, Đường Thiên Tuyệt nghiêm mặt đáp, nếu nhận vị trí đó, Ngô Bình sẽ có quyền tuần tra khắp 13 nước, trong tay nắm quyền sinh quyền sát. Nói một cách dễ hiểu thì trong phạm vi 13 nước đó Ngô Bình có thể tung hoành ngang dọc, không ai dám đắc tội. Nói rồi, ông ấy lại cau mày, có điều trấn thủ trại Giang Nam thường là do cao thủ địa tiên đảm nhiệm. Ngô Bình hiện tại mới ở cảnh giới tiên thiên, chỉ sợ. Ngô Bình, ý ông nội là cháu sẽ khó lòng ngồi vững trên vị trí đó đúng không? Đường Thiên Tuyệt gật đầu, nói thật lòng, vị trí này dù có cho ông thì ông cũng chưa chắc đã dám nhận. Ngô Bình kinh ngạc, tại sao vậy ạ? Đường Thiên Tuyệt thở dài đáp, cháu có biết kết cục của người trấn thủ trại Giang Nam đời trước không? Đường Băng Vân tim đập thình thịch, trong lòng có một dự cảm không lành, vội vã hỏi, ông nội, người đó bị sao vậy? Đường Thiên Tuyệt, người đó tên là Du Thế Sương. Là cao thủ cảnh giới thứ hai của địa tiên, năm đó cũng là cao thủ hàng đầu nức tiếng giang hồ.
Sau đó ông ấy nhận vị trí trấn giữ trại Giang Nam suốt 7 năm. Chính tầm này năm ngoái, trong lúc truy bắt yêu ma đã bị chúng nhập vào, không thể tự chủ. Đường Băng Vân sững lại, địa tiên cũng có thể bị yêu ma nhập vào sao? Đường Thiên Tuyệt, còn phải xem đó là loại yêu ma nào, có những loại yêu ma quyền năng đến nỗi có thể uy hiếp đến cả cao thủ địa tiên. Sau khi bị ma quỷ nhập thân, dù thế xương bị chiến thần Lăng Thiên lấy mạng. Lúc đó tình thế quá cấp bách, nếu không lấy mạng dù thế xương thì yêu ma sẽ mượn xác ông ấy để gây họa cho nhân gian, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đường Băng Vân lập tức quay sang nói với Ngô Bình, Ngô Bình, anh không thể nhận vị trí đó. Những điều Đường Thiên Tuyệt vừa kể khiến Ngô Bình rất kinh ngạc. Giờ anh mới chỉ là một cao thủ tiên thiên, có nhận nổi cái ghế này không? Các cao thủ ở đó có chịu phục tùng anh không? Đường Thiên Tuyệt nói tiếp, Ngô Bình, việc này cháu phải nghĩ thật kỹ, mọi người đều tôn trọng lựa chọn của cháu. Sau đó ông ấy nói với Đường Băng Vân, Băng Vân, Ngô Bình không phải người thường, nó cũng có tiềm năng cho vị trí đó. Đường Băng Vân lắc đầu, cháu vẫn cảm thấy việc này quá nguy hiểm. Đường Thiên Tuyệt, việc gì cũng có hai mặt lợi hại. Trước đó bác cháu bị yêu ma nhập thân khiến ông nghi ngờ địa phủ đang muốn mượn tay đường môn chúng ta để làm hại nhân gian. Nếu như vậy thì đường môn đang gặp mối nguy vô cùng lớn. Nhưng nếu Ngô Bình nhận vị trí này thì có thể giúp đường môn trừ yêu diệt ma, quét sạch mầm họa. Hơn nữa nó cũng có thể lập công lập nghiệp, như vậy là một mũi tên trúng hai đích. Ngô Bình cười đáp, ông nội, việc này cháu vẫn đang suy nghĩ, chúng ta bàn bạc sau cũng được. Còn về phía đường môn hình như vẫn vô cùng hỗn loạn. Đường Thiên Tuyệt cười lạnh, cứ để nó loạn đi. Phải loạn thì ông mới nhìn rõ đâu là người của mình và đâu là kẻ thù. Sau đó ông ấy nhìn Ngô Bình, nói, Ngô Bình, ông sẽ toàn lực hỗ trợ cháu. Sau khi quay về ông sẽ tuyên bố chuyện cháu và Băng Vân sắp kết hôn. Việc này đối với cháu là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Ngô Bình, cháu hiểu ạ. Đường Thiên Tuyệt, còn nữa, cháu có thể suy xét một chút về kế hoạch của Đường An. Ngô Bình chớp chớp mắt hỏi, ông cũng đang nghi ngờ Đường Thiên Hạc sao? Đường Thiên Tuyệt thở dài, thứ phức tạp nhất trên đời này là lòng người. Ngô Bình đã hiểu ý, đáp vâng, cháu sẽ điều tra cho rõ. Đường Thiên Tuyệt nhìn đồng hồ, sau đó đột nhiên đứng dậy, nói, ông phải đi đây. Nếu hai đứa có thể giúp Đường Lâu đứng vững thì tài nguyên của Đường môn sau này, hai đứa tùy ý sử dụng. Nói rồi, ông ấy cũng không giải thích gì thêm mà rời đi luôn. Ngô Bình và Đường Băng Vân tiễn ông ấy ra tận bên ngoài khách sạn. Chương 435, lừa gạt. Tiễn Đường Thiên Tuyệt xong, Đường Băng Vân chợt hỏi, anh tưởng thật đấy à? Cái gì, Ngô Bình giả ngốc. Đường Băng Vân hừ nói, chuyện anh bảo đính hôn với tôi là thật à? Ngô Bình liếc nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng, đương nhiên là thật rồi, có cô vợ xinh thế này thì ai chẳng thích. Đường Băng Vân đỏ mặt, trong lòng thấy rất ngọt ngào. Cô ấy là một người rất kiên cường nên chưa bao giờ thèm để ý đến người đàn ông nào. Cho tới khi Ngô Bình dùng tu vi ở cảnh giới thần đánh bại một cao thủ cảnh giới tiên thiên là cô ấy đã chịu đả kích nặng nề. Về sau, hai người cùng đi làm nhiệm vụ và tiếp xúc nhiều hơn, cô ấy dần phát hiện Ngô Bình là một kho báu, luôn chứa những điều thú vị. Anh không sợ nguy hiểm à, Đường Băng Vân hỏi, người của Đường môn còn đáng sợ hơn cả yêu ma đấy. Anh thấy có đáng không? Ngô Bình nghiêm túc nói, chính vì nguy hiểm nên tôi mới phải kề vai sát cánh với cô, để bảo vệ cho cô an toàn. Đường Băng Vân hừ nói, ai tin? Ngô Bình thở dài, phụ nữ bọn cô toàn nghĩ một đằng nói một nẻo. Biến, Đường Băng Vân định đánh Ngô Bình, nhưng anh đã chạy mất. Hai người náo loạn ra phòng khách. Chiều hôm nay rất bận rộn, vì cả cửa hàng cầm đồ và sòng bạc cùng khai trương. Cửa hàng cầm đồ ở tầng 66 đến 70. Bên trong có thang máy riêng biệt để đi lên trên. Khu cầm đồ sẽ được khai trương đầu tiên nên Ngô Bình và Đường Băng Vân đã đi lên tầng 66. Cửa thang máy mở ra, anh đã nhìn thấy một đại sảnh cổ xưa, các chàng trai tuấn tú cùng các cô nàng xinh đẹp đang bận rộn ở đây. Ngô Bình và Đường Băng Vân đi ra, họ lập tức dừng hết mọi việc rồi cung kính chào hỏi, chào cô chủ, chào cậu Ngô. Đường Băng Vân hỏi, trưởng quầy đâu? Ở trong ạ. Một người nói rồi đi trước dẫn đường. Hai bọn họ đi qua đại sảnh thì thấy một cái quầy dài, nó được làm từ một loại gỗ rất tốt, ngoài ra còn được điêu khắc rất đẹp, dài 5 mét rộng 1 mét. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở đó, ông ấy để râu, mặc đồ màu đỏ, tóc dài, người gầy khô, mắt trũng xuống, ông ấy đang lật dở sổ sách. Ông ấy chính là trưởng quầy của cửa hàng cầm đồ,
thấy Đường Băng Vân tới, ông ấy vội đứng dậy chào hỏi, cô chủ. Đường Băng Vân gật đầu, trưởng quầy, nửa tiếng nữa là cửa hàng khai trương rồi, bây giờ là thời kỳ nhạy cảm nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Trưởng quầy, xin cô chủ yên tâm, nếu họ muốn lợi dụng nơi này để đối phó Đường Lâu thì nhầm to rồi. Tôi đã làm nghề này hơn 50 năm, nhưng chưa sai sót bao giờ. Đường Băng Vân cười nói, chúng tôi biết rõ năng lực của ông rồi, à đây là Ngô Bình, chồng sắp cưới của tôi. Trưởng quầy vội chắp tay, chào cậu Ngô. Ngô Bình, trưởng quầy đừng khách sáo. Sau đó, anh tiện miệng hỏi, cửa hàng vừa khai trương, đã có nhiều khách chưa? Tiêu Tam Nhãn đáp, thưa cậu, cửa hàng này đã kinh doanh ở Thiên Kinh nhiều năm nên có một lượng khách ổn định rồi, giờ chỉ là chuyển chỗ khác thôi. Ngô Bình gật đầu, tốt lắm. Đường Băng Vân hỏi, trưởng quầy, chúng tôi muốn vào kho xem, phiền ông mở cửa nhé. Trưởng quầy gật đầu ngay, vâng. Ba người đi vào thang máy lên tầng 68, sau đó đi vào một con đường hẹp và dài, hai bên đều có camera. Đi đến cuối đường thì họ thấy một cánh cửa bảo mật cực lớn được làm từ hợp kim titan nên vô cùng kiên cố. Cửa bảo hiểm này được đặt làm ở nước ngoài, giá rất đắt, có đến 3 tầng bảo mật. Đường Băng Vân và Ngô Bình phải tháo hết các vật có sóng ra thì mới được vào. Ngoài ra còn có robot thông minh kiểm tra, nếu thấy có điều gì đáng ngờ thì nó sẽ từ chối mở khóa. Cửa bảo mật vô cùng kiên cố, có thể tránh nhiệt độ cao, thấp, hay thậm chí là axit. Ba người đi đến trước cửa, Đường Băng Vân và Tiêu Tam Nhãn lấy chìa khóa ra tra vào ổ, sau đó còn phải kiểm tra vân tay, giọng nói và tròng mắt. Cuối cùng, trưởng quầy nói một câu khẩu lệnh gì đó, câu khẩu lệnh này được thay mới mỗi ngày và chỉ có một mình ông ấy biết. Cả quá trình chỉ mất một phút, sau khi thấy mọi thứ bình thường, robot thông minh đã mở cánh cửa nặng trịch ra. Diện tích của kho này khoảng 2.000 mét vuông, bên trong toàn là đồ cầm cố như ngọc, đồ cổ, sách, tranh và giấy tờ bất động sản. Ngô Bình đi vào xong thì quan sát rồi nói, trưởng quầy, tất cả đồ cầm cố đều ở đây hết à? Tiêu Tam Nhãn đáp, chỉ những món đồ có giá trị trên 100 triệu hoặc thật đặc biệt thì mới được cất ở đây, còn lại thì ở kho khác, ở đó không được bảo vệ nghiêm ngặt như nơi này. Ngô Bình gật đầu, sau đó đi một vòng bên trong, đồng thời khởi động khả năng nhìn xuyên thấu. Không lâu sau, anh đi tới một góc của kho thì nhìn thấy một chiếc hòm bằng đồng. Chiếc hòm này cao nửa mét, dài một mét, rộng 60 phân, bên trong có ánh sáng màu máu rất đậm. Ngô Bình đứng khựng lại rồi chỉ vào chiếc hòm ấy, đây là thứ gì? Trưởng quầy nhìn rồi đáp ngay, 3 năm trước, có một cậu thiếu niên nghèo túng đã cầm chiếc hòm này với giá 150 triệu, lãi hàng tháng là 8% với thời hạn là 2 năm. Sau 2 năm, chúng ta có quyền tự quyết với nó. Ngô Bình cười nói, chiếc hòm này mà cầm được những 150 triệu ư. Trưởng quầy cười rồi khom người mở chiếc hòm ra, bên trong phải có tới 200 bánh trà. Cậu Ngô, đây đều là trà phổ nhĩ cao cấp được cất gửi hơn 100 năm, là trà từ thời vua Quang Tự, giá trị của chúng lớn lắm. Ước tính chỗ này phải tầm 300 triệu trở lên. Ngô Bình, nếu hết hạn thì nó sẽ thuộc về chúng ta đúng không? Tiêu Tam Nhãn gật đầu, đương nhiên. Tôi định tuần sau sẽ mang hòm trà này đi đấu giá, ít cũng phải được 4 đến 500 triệu. Bán cho tôi đi, Ngô Bình cười nói, ông nội tôi thích phổ nhĩ lắm, tôi mua về biếu ông. Ngô Bình không hề nói dối, Lý Vân Đẩu rất thích trà phổ nhĩ. Nhưng anh mua hòm này về không phải chỉ để tặng cho ông nội mình, mà vì bên trong có 3 bánh trà bất thường, chính chúng đã tỏa ra ánh sáng màu máu. Trưởng quầy nhìn Đường Băng Vân rồi nói, cậu Ngô, giờ thì chưa bán được. Theo quy tắc thì giá bán của nó sẽ được nhân lên theo số năm, vậy 150 triệu sẽ thành 700 triệu. Hay cậu chờ thêm một thời gian nữa, vì nếu mang ra bán đấu giá thì chắc chỉ khoảng 500 triệu thôi là mua được rồi. Đường Băng Vân nói ngay, có 200 triệu thôi mà, cứ ghi hóa đơn cho tôi. Tiêu Tam Nhãn nói, vâng. Ngô Bình lại đảo thêm một vòng nữa thì thấy một pho tượng Phật. Pho tượng này nặng gần 500 cân, cao 2 mét, bên trong rỗng ruột. Anh phát hiện có một chiếc hộp ngọc ở bên trong bụng của tượng Phật, anh quan sát tiếp thì thấy trong chiếc hộp ngọc ấy có 7 tờ kinh văn màu vàng, bên trên chi chít chữ còn nhỏ hơn sợi tóc. Ngô Bình cười nói, pho tượng này nặng nhỉ, cầm bao nhiêu tiền thế? Tiêu Tam Nhãn, giá trên thị trường là 350 triệu, chủ của nó cầm 200 triệu trong một năm. Nhưng nó đã ở đây hơn 3 năm rồi. Ngô Bình, bán cho tôi đi. Tiêu Tam Nhãn lại nhìn Đường Băng Vân. Thấy cô ấy nhìn Ngô Bình rồi nói, ghi sổ cho tôi. Vâng, Tiêu Tam Nhãn rất nhanh nhẹn,
chỉ cần có tiền là ông ấy làm thôi. Sau đó, Ngô Bình không còn phát hiện ra món đồ nào giá trị nữa, vì thế anh bê cái hòm đi. Còn tượng Phật thì phải nhờ trưởng quầy cho người mang tới hộ. Chương 436, kiểm hàng. Đường Băng Vân đã chuẩn bị cho Ngô Bình một phòng làm việc từ lâu, trang thiết bị trong căn phòng 300m² đều theo lối cổ điển, ngoài ra còn có phòng nghỉ riêng biệt, phòng trà và phòng tập. Ngô Bình đi vào phòng rồi đặt chiếc hòm lên bàn, sau đó lấy một bánh trà ở bên trong ra. Đường Băng Vân khá hiểu Ngô Bình nên hỏi, có phải anh lại được lời gì rồi không? Ngô Bình cười hì hì, chưa chắc, để xem đã. Cuối cùng, anh lấy 3 bánh trà trong hòm ra, trông chúng không có gì khác những bánh trà còn lại. Nhưng nhờ khả năng nhìn xuyên thấu nên Ngô Bình đã thấy những tia sáng màu máu ánh lên. Anh mở một bánh ra thì phát hiện có một đóa hoa sen màu đỏ ở bên trong, đây rõ ràng không phải trà phổ nhĩ. Đường Băng Vân tò mò quan sát rồi hỏi, gì thế? Ngô Bình hớn hở đáp, đây là loại trà có thành phần là hoa huyết liên phơi khô. Đường Băng Vân ngơ ngác hỏi, hoa huyết liên là gì? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, là một loại linh dược, giá trị cao hơn huyết chi. Dùng nó để chế thuốc thì có thể luyện chế ra đại luyện hình đan, dù hiệu quả không bằng long hổ luyện hình đan, nhưng cũng không kém cạnh là bao. Đường Băng Vân mừng rỡ, có tác dụng gần bằng long hổ luyện hình đan cơ à? Ghê đấy! Ngô Bình cất 3 bánh trà ấy đi rồi nói, bỏ 700 triệu ra mua cũng đáng. Đường Băng Vân, khéo 10 tỷ cũng không mua nổi một bông hoa này ấy chứ, may mà mình không mang đi bán đấu giá, không thì lỗ chổng vó rồi. Ngô Bình, các bánh trà này đều là loại ngon, đáng để siêu tầm. Một lát sau, pho tượng Phật cũng được mang tới rồi đặt trước bàn làm việc của Ngô Bình. Đường Băng Vân cười hỏi, thế bức tượng này thì sao? Ngô Bình, bên trong cũng có thứ gì đó. Nói rồi, anh lấy kiếm sát ra rồi chém một đường lên bả vai bên trái của pho tượng, tạo ra một lỗ hổng, Ngô Bình thò tay vào rồi lấy một chiếc hộp ngọc ra. Anh cười nói, tôi không phí tiền của cô đâu, giờ tôi không cần pho tượng này nữa, tôi chỉ lấy chiếc hộp ngọc bên trong thôi. Đường Băng Vân hiếu kỳ hỏi, cái gì đấy, cho tôi xem nào. Ngô Bình mở ra thì thấy có các kinh Phật màu vàng, chữ trên đó rất nhỏ, Đường Băng Vân đọc không hiểu nên không còn hứng thú nữa. Cất đồ đi xong, hai người lại trở lại tầng 66. Lúc này, Tiêu Tam Nhãn đang tiếp một vị khách. Người này dẫn theo hai người khác tới, ông ta khoảng trên 50 tuổi, ăn mặc rất chỉn chu, hơn nữa còn là cao thủ cảnh giới thần. Tiêu Tam Nhãn đang cầm một hộp thuốc to như ngón chân cái, cao cỡ 4 ngón tay. Vị khách nói, trưởng quầy, bên trong có 3 viên thể ngộ đan của tổ tiên tôi để lại. Giờ tôi đang có việc cần tiền gấp, không biết bên ông có thể trả bao nhiêu. Tiêu Tam Nhãn mở chiếc bình ngọc ra rồi đổ thuốc ra ngoài, mùi hương thuốc tỏa ra khiến ai ngửi thấy cũng thoải mái. Trưởng quầy chấn động nói, đây là thể ngộ đan ư. Dù Tiêu Tam Nhãn là một người rất hiểu biết, nhưng đan dược là một thứ rất hiếm, cả đời ông ấy cũng chưa được tiếp xúc nhiều, nếu có thì cũng chỉ là đan dược bình thường. Còn đây là lần đầu tiên, ông ấy nhìn thấy loại đan dược cao cấp như này. Vị khách gật đầu nói, đây là gia bảo của tôi, nghe nói do Lã Thuần Dương luyện chế. Tu sĩ cảnh giới địa tiên uống vào là có thể dễ dàng đột phá lên cảnh giới cao hơn. Tiêu Tam Nhãn vô cùng đắn đo, ông ấy không biết đây có phải đan dược thật hay không nên đương nhiên khó mà trả giá được. Ngô Bình liếc nhìn mấy viên đan dược ấy rồi cau mày nói, trưởng quầy, để tôi. Ngô Bình là cổ đông lớn của Đường Lâu, cũng là người phụ trách, nếu anh muốn làm thì đương nhiên Tiêu Tam Nhãn sẽ đồng ý ngay. Ông ấy nhanh chóng tránh sang một bên, sau đó khom người nói, cậu Ngô. Tôi không hiểu về đan dược, may quá có cậu. Ngô Bình liếc nhìn mấy viên đan dược ấy rồi bỏ chúng vào lọ, sau đó cười nói với vị khách kia, xin hỏi tên của quý khách. Vị khách, tôi họ Vương. Ngô Bình, ông Vương, ông định cầm 3 viên đan dược này bao nhiêu? Ông Vương cười lớn nói, giá trị của thể ngộ đan thì khó có thể đo bằng tiền được, nhưng nếu tôi đã mang đi cầm thì đương nhiên sẽ cho các cậu một cái giá cụ thể. Ông ta ngẫm nghĩ rồi nói, 100 tỷ nhé. Ngô Bình lắc đầu, giá tiền để đó đã, vấn đề là đây đâu phải thể ngộ đan. Vị khách ngẩn ra, cậu nói sao? Đây không phải thể ngộ đan ư? Ngô Bình bình tĩnh nói, có phải hay không thì ông phải rõ hơn tôi chứ? Ông Vương nổi giận, cậu Ngô kia, cậu nói thế là sao? Ý cậu là tôi lừa đảo à? Ngô Bình cười phá lên, cái này thì tôi không rõ, tôi chỉ biết đây không phải thể ngộ đan thôi. Nó chỉ là nguyên khí đan bình thường. Sau đó được bôi thêm ít hương thuốc ở bên ngoài.
Hương thuốc này được chế tạo từ 10 loại dược liệu quý hiếm nên tạo ra mùi hệt như thể ngộ đan. Ông Vương Thần chấn động, không ngờ Ngô Bình có thể phát hiện ra, này cậu bạn, cậu không biết phân biệt đồ tốt đồ xấu thì thôi, đừng có vụ oan cho tôi. Ngô Bình cười lạnh, tôi vụ oan cho ông ư, ông chắc chưa? Ông Vương giật lấy bình thuốc rồi lạnh giọng nói, tôi không cầm nữa, nói rồi, ông ta định đứng dậy bỏ đi. Ngô Bình, khoan đã. Ông Vương ngoảnh lại rồi lạnh giọng hỏi, cậu còn chỉ bảo. Ngô Bình hỏi Tiêu Tam Nhãn, trưởng quầy, nếu cửa hàng cầm đồ của chúng ta gặp người đến lừa đảo thì sẽ xử lý thế nào? Tiêu Tam Nhãn cũng thấy kinh ngạc trước mắt quan sát của Ngô Bình, cậu Ngô, nếu có người lừa đảo thì phải đền gấp đôi giá trị của hàng thật cho chúng ta. Ngô Bình gật gù, gấp đôi, đó là thể ngộ đan đấy. Ngô Bình chợt chỉ tay lên cao, ông Vương kia lập tức đứng yên bất động. Băng Vân, có camera ghi lại rồi chứ, anh hỏi. Đường Băng Vân gật đầu, có chứ. Tốt, Ngô Bình giơ tay cầm lấy bình thuốc rồi đặt lên bàn, sau đó dùng một nắp đậy lại. Ông Vương biến sắc mặt nói, cậu định làm gì? Ngô Bình, chúng tôi làm kinh doanh, dù gặp kẻ lừa đảo thì cũng phải khiến người đó tâm phục khẩu phục. Sau đó, anh hỏi Tiêu Tam Nhãn, ông ấy đáp, cậu Ngô, tôi sẽ cho người mời chuyên gia đến. Từ lâu cửa hàng cầm đồ đã có một quy định ngành nghề, các cửa hàng này sẽ cùng tham gia một hội, trong đó có một hội trưởng được gọi là chuyên gia. Người này có kiến thức rất sâu rộng, không chỉ là hội trưởng của ngành, mà còn là hội trưởng của ngành bán đấu giá. Vừa nghe thấy thế, ông Vương đã biến sắc mặt rồi run rẩy nói, không cần. Ngô Bình nhìn ông ta rồi hỏi, ông chịu nhận chưa? Ông Vương cúi đầu xuống nói, tôi nhận, đây đúng là đan dược giả. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào ông ta, ai sai ông đến? Ông Vương, tôi nhận lệnh của Phong Thiên, tôi mang ơn ông ấy nên phải nghe lời. Đan dược này cũng là ông ấy đưa cho tôi. Ngô Bình cười lạnh nói, ông cũng to gan đấy, dám đến đường lâu lừa đảo. Ông Vương nhắm mắt lại nói, tôi không đền nổi đâu, muốn chém muốn giết thế nào là tùy các người. Ngô Bình nói, tôi giơ cao đánh khẽ, ông trả 1 tỷ rồi biến đi. Ông Vương mừng rỡ, 1 tỷ ư, được. Tôi đồng ý. Ông ta là một cao thủ cảnh giới thần nên dư sức có khoản tiền này. Khoan, Ngô Bình nói, ông về bảo với Phong Thiên là trong 7 ngày tới, sẽ có người đến chơi đấy. Ông Vương vội nói, được, tôi sẽ chuyển lời. Chuyển khoản xong là ông ta chạy ngay. Đường Băng Vân suy nghĩ rồi cười nói, chiêu này của anh hay đấy, không biết có thật hay không, nhưng kiểu gì Phong Thiên cũng mất ăn mất ngủ. Ngô Bình lắc đầu, không đơn giản thế đâu, ông ta biết coi bói. Nghe được tin này thì kiểu gì cũng xem một quẻ cho anh. Đường Băng Vân ngẩn ra, biết vậy rồi thì anh còn nói thế làm gì? Ngô Bình cười nói, nếu ông ta bấm ra được là mình sẽ chết trong 7 ngày nữa thì em nghĩ sao? Đường Băng Vân ngẩn ra, dù đã hiểu ý của Ngô Bình nhưng vẫn ngạc nhiên nói, ý anh là anh có cách làm thay đổi quẻ bói ư? Ngô Bình, tiểu xảo thôi. Chương 437, thay đổi quẻ bói. Trưởng quầy kinh ngạc hỏi, cậu Ngô, cậu có thể thay đổi quẻ bói ư? Ngô Bình bình thản đáp, một khi biết về ngành này rồi thì sẽ không thấy khó nữa. Đường Băng Vân hớn hở nói, thế thì Phong Tiên mất ngủ là cái chắc. Ngô Bình lấy giấy bút ra rồi nói, tôi sẽ liệt kê mấy thứ, mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị để lát còn dùng luôn. Đường Băng Vân cầm lấy tờ giấy rồi sai người đi chuẩn bị ngay. Nửa tiếng sau, Phong Tiên đang ngồi trong phòng khách của một ngôi nhà lớn, ông ta mặc áo bào màu thanh. Mái tóc dài hoa râm, khoảng 60 tuổi, dáng người ông ta không cao, hơi gầy, mắt nhỏ, miệng mím chặt, lông mày thì trao lại. Ông Vương đang đứng trước mặt Phong Thiên với vẻ rụt rè, sợ sệt. Người đó bảo sẽ tới tìm tôi ư, Phong Thiên hỏi, giọng nói ông ta khàn một cách đáng sợ, như thể bị viêm họng. Ông Vương đáp, vâng, cậu ta nói thế ạ. Phong Thiên xua tay, được rồi. Ông Vương rời đi, ngay sau đó có một người đàn ông trung niên lưng gù to béo đi tới. Mỗi khi ông ta muốn nhìn ai thì đều phải quay mặt sang một bên rồi mới ngẩng lên được, đôi mắt của lão cũng rất hung ác. Đại ca, thằng này dám uy hiếp đại ca, đáng chết. Để em đi giết nó. Phong Thiên xua tay, tam đệ, đừng lỗ mãng. Có lẽ nó chỉ dọa tôi thôi, nhưng nó quên mất là sở trưởng của tôi là xem bói. Người đàn ông lưng gù cười nói, đúng, anh xem cho nó một quẻ đi. Phong Thiên gật đầu. Sau đó lấy mai rùa màu trắng ra rồi ném mấy đồng tiền phép vào, tiếp đó ông ta cầm mai rùa lên rồi lắc theo một tiết tấu nhất định. Cùng lúc đó, Ngô Bình đã bày binh bố trận xong.
anh dùng một loại phấn đặc biệt để vẽ một bản đồ loằng ngoằng, ngoài ra còn đốt 12 cây nến ở xung quanh. Đây là nến âm, dùng dầu thi và 7 loại khoáng vật tạo thành, khi đốt lên sẽ tỏa ra một mùi kỳ lạ. Lúc này, Ngô Bình ngồi giữa bản đồ, 5 đồng tiền phép đã hấp thu tà lực bạch cốt nằm trong lòng bàn tay anh. Anh bắt đầu lẩm bẩm thần chú, nến âm ở xung quanh nhấp nháy. Tà lực bạch cốt bắt đầu tỏa từ tiền phép ra, sau đó hóa thành một hình vẽ phức tạp, và chỉ có một mình Ngô Bình nhìn thấy. Đường Băng Vân đứng ngoài phòng xem qua kính thủy tinh, cô ấy thấy rõ từng hành động của Ngô Bình rồi lẩm bẩm, cách nhau xa như vậy mà có thể thay đổi được quẻ bói ư. Tiêu Tam Nhãn có kiến thức sâu rộng, ông ấy ngẫm nghĩ rồi nói, ở Thiên Kinh chỉ có một mình Phong Tiên giỏi bói toán. Chỉ cần ông ta gieo quẻ là cậu Ngô sẽ cảm nhận được và thay đổi quẻ bói. Tại nhà của Phong Tiên, ông ta ném 7 đồng tiền phép xuống thành một thế trận, sau đó đã có một hình vẽ hiện lên trên không trung. Phong Tiên có thể cảm nhận được nó bằng một bí truyền để phán đoán. Hình vẽ vừa xuất hiện, toàn thân ông ta đã chấn động, sau đó biến sắc mặt rồi hô lên, không thể nào. Người đàn ông lưng gì giật mình nói, đại ca, sao thế ạ? Phong Tiên câm nín hồi lâu, mặt thì tái mét. Ông lưng gù gọi lớn lên, đại ca, anh mau nói đi, rốt cuộc là làm sao? Phong Tiên gạt hết tiền phép trên bàn đi rồi thở dài nói, có thể tôi sẽ khó bảo toàn tính mạng trong 7 ngày nữa. Ông lưng gù hoảng sợ, cái gì? Anh sẽ chết ư? Phong Tiên nhìn ông lưng gù chằm chằm rồi phẫn nộ quát, không phải là chết, mà là gặp nguy hiểm, lành ít dữ nhiều. Ông lưng gù gãi đầu, thế có khác gì nhau? Nhưng anh yên tâm, anh mà chết thì em sẽ lo cho chị dâu và hai cháu. Khốn kiếp, Phong Tiên tức phát điên, vợ ông ta mới 27 tuổi, cần loại gù như tên này chăm sóc chắc. Ông gù bị mắng đến ngây người, đại ca, anh mắng em làm gì? Phong Tiên hừ một tiếng, ông ta biết ông gù không có ý gì nên không thèm so đo, tôi vẫn có cơ hội sống, nhưng nếu muốn thế thì tôi phải cúi đầu trước người ta. Ông gù sáng mắt lên, đại ca, anh không chết nữa à? Phải cầu xin ai, để em đi xin cho. Phong Tiên thở dài, đường môn có cao nhân rồi, tôi phải tự xử lý thôi, chú đi với tôi. Phong Tiên lo lắng bất an, còn Ngô Bình thì cũng đã xong việc, anh thổi tắt nến âm rồi cất tiền phép đi. Đường Băng Vân và Tiêu Tam Nhãn nhanh chóng đi vào phòng rồi hỏi, sao rồi? Ngô Bình cười đáp, đúng là Phong Tiên đã gieo quẻ, nhưng anh đã thay đổi quẻ của ông ta rồi. Đường Băng Vân tò mò hỏi, Ngô Bình, quẻ mà ông ta thấy là gì? Ngô Bình cười lạnh nói, là ông ta sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng trong 7 ngày tới, lành ít dữ nhiều. Muốn sống thì phải đến xin anh, nếu anh đoán không nhầm thì chắc ông ta sẽ chủ động liên lạc với mình. Đường Băng Vân vừa mừng vừa lo, cô ấy biết như vậy Đường Lâu sẽ nắm quyền chủ động, khống chế Phong Tiên, thậm chí biến địch thành thù, để ông ta đứng về phe Đường Lâu. Tiêu Tam Nhãn lo lắng nói, cậu Ngô, cho tôi được nói câu này. Phong Tiên không phải người đơn giản, ông ta giỏi và tinh mắt hơn tôi nhiều. Một khi ông ta gặp cậu và biết cậu không thể giết được mình thì... Ngô Bình thờ ơ nói, ai bảo tôi không thể giết được ông ta. Tiêu Tam Nhãn run lên, cậu Ngô. Ngô Bình, chờ tin của ông ta đi, tôi phải đi nghỉ đây. Anh về phòng làm việc rồi vào phòng riêng nghỉ ngơi. Ban nãy, anh dồn hết sức bày trận. Dù mượn tà lực của bạch cốt, nhưng vẫn mất nhiều sức nên giờ đã mệt lả. Đường Băng Vân đi vào theo rồi tiện tay đóng cửa lại, anh giải quyết Phong Tiên nhanh gọn thật đấy, tôi phục luôn. Ngô Bình kê gối sau đầu rồi thả lỏng nói, thế còn không mau lại mát xa cho chấm. Đường Băng Vân liếc anh nhưng vẫn giơ tay ra mát xa, Ngô Bình sáng khoái hô lên, đúng là cao thủ cảnh giới tiên thiên có khác, lực tay mạnh đấy. Đường Băng Vân chỉ muốn thụi cho anh mấy cái, anh đắc ý vừa thôi. Chẳng qua vì anh có công nên tôi mới phục vụ đấy. Ngô Bình nhắm mắt cười nói, Băng Vân, rồi cô sẽ thấy tôi còn nhiều tài năng lắm. Phong Tiên với Vu Vương gì đó đều là mũi hết. Chưa bao giờ Ngô Bình nói giọng ngông nghênh này với ai, đây là lần đầu anh nói với Đường Băng Vân. Đường Băng Vân chấn động nói, tôi thấy anh có bí mật gì đó. Ngô Bình mở mắt ra nói, ai chẳng có bí mật, nhưng tôi không thể nói cho cô biết được. Đường Băng Vân mỉm cười, khỏi. Tôi cũng có hỏi đâu. Ngô Bình ngập ngừng, chắc đích thân Phong Tiên sẽ đến đây, khi ấy cô nhớ mời ông ta vào phòng tôi. Đường Băng Vân, thế anh định làm gì? Tôi chỉ cần nói 3 câu thôi là ông ta sẽ phục sát đất, ngoan ngoãn dập đầu, cô tin không? Đường Băng Vân bĩu môi, không, anh có giỏi đến mấy thì cũng chỉ ở cảnh giới tiên thiên thôi, Phong Tiên là nhân tiên rồi, sao phải sợ anh chứ?
Ngô Bình cười nói, dám cá không? Đường Băng Vân chớp mắt nói, được, anh muốn cá thế nào? Ngô Bình nhìn cô ấy, nếu tôi thắng thì cô cho tôi hôn một cái, ngược lại thì tôi cho cô hôn một cái. Đường Băng Vân trừng mắt mắng, biến. Chương 438, chính phục bằng lời nói. Hai người trò chuyện thêm một lát thì có người gõ cửa. Vào đi, Đường Băng Vân chỉnh đốn lại đầu tóc rồi nói. Tiêu Tam Nhãn đi vào với vẻ nể phục rồi nói với Ngô Bình, cậu Ngô, Phong Thiên xin gặp ạ. Đường Băng Vân đứng dậy, để tôi đi đón. Ngô Bình không ngăn cản, anh vẫn nằm đó rồi khép hờ mắt. Khoảng 5 phút sau, có tiếng bước chân vang lên bên ngoài, sau đó Đường Băng Vân đi tới cửa rồi nói khẽ, Ngô Bình, Phong Thiên đến rồi. Ngô Bình một tiếng rồi chậm rãi ngồi dậy nói, rót cho anh tách trà. Đường Băng Vân lừ mắt với anh rồi quay đi rót trà, sau đó bê vào. Ngô Bình nhận lấy uống vài ngụm cho hắng giọng rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Bình mạnh mẽ ngồi sau bàn làm việc, còn Phong Thiên thì đứng trước bàn. Ông ta hoi khom người xuống, còn ông Gù ở đằng sau thì nghiêng mặt sang một bên rồi nhìn Ngô Bình với vẻ dữ tợn. Ông Gù thấy Ngô Bình rất mất lịch sự, chỉ là một cao thủ cảnh giới tiên thiên nhỏ bé mà dám qua mặt họ. Ngô Bình châm một điếu thuốc, sau đó nhìn Phong Thiên bằng ánh mắt bỡn cợt, ông là Phong Thiên. Phong Thiên có việc cần nhờ và nên không dám đắc tội Ngô Bình, ông ta vội khom người đáp đúng. Nhưng Phong Thiên là biệt danh mà mọi người yêu quý đặt cho tôi, chứ tên thật của tôi là Khương Phụng Thiên. Ngô Bình, Khương Phụng Thiên này, ông tìm tôi có việc gì? Khương Phụng Thiên bực dọc, Ngô Bình biết rồi còn hỏi, nhưng ông ta vẫn đáp, tôi đến để xin cậu cứu mạng. Ngô Bình cười phá lên nói, tôi cứu ông ư. Khương Phụng Thiên thấy Ngô Bình không đồng ý thì vội nói, trước đó, tôi đã đắc tội với cậu, mong cậu bỏ qua cho, tha cho tôi một con đường sống. Đương nhiên. Tôi không nhờ và không công, cậu cứ việc ra điều kiện. Ngô Bình không trả lời mà hít một hơi thuốc, Khương Phụng Thiên, ông coi bói bao lâu rồi? Khương Phụng Thiên, đến nay là 47 năm rồi. Ngô Bình gật gù, cũng lâu đấy. Kiếm cơm thôi, Khương Phụng Thiên nói. Ngô Bình nháy mắt với Đường Băng Vân, ra hiệu cho cô ấy biết anh chuẩn bị nói mấy câu khiến Khương Phụng Thiên tớ phục khẩu phục. Đường Băng Vân chớp mắt lại với anh như muốn nói, tôi không tin. Ngô Bình nhìn sang Phong Thiên rồi cười lạnh nói, Khương Phụng Thiên, ông còn cơ hội tiến vào cảnh giới tiên tri không? Khương Phụng Thiên chấn động, sau đó nhìn chăm chăm vào Ngô Bình, cậu, biết cảnh giới tiên tri ư? Ngô Bình làm một động tác cực kỳ phức tạp như gió cuốn mây bay, nhưng lại giống một quy luật tự nhiên nào đó để kết nối sức mạnh bí ẩn của đất trời. Khương Phụng Thiên tập trung quan sát, ngay sau đó đã quỳ xuống đất rồi run rẩy nói, cậu Ngô, rốt cuộc cậu là người thế nào? Ngô Bình dừng tay rồi hỏi, ông muốn học không? Khương Phụng Thiên kích động đến mức run rẩy rồi gật đầu thật mạnh, có ạ, tôi muốn học. Xin cậu hãy dạy tôi, dứt lời, ông ta dập đầu hành lễ với anh. Ngô Bình mỉm cười rồi lại nhìn Đường Băng Vân như muốn nói, thấy chưa, tôi mới nói hai câu thôi mà ông ta đã dập đầu rồi nè. Đường Băng Vân ngạc nhiên tới mức há hốc miệng, sao Ngô Bình làm được chứ? Ngô Bình mỉm cười rồi nói với Khương Phụng Thiên, đứng dậy đi rồi nói. Khương Phụng Thiên nhanh chóng ngẩng lên, nhưng vẫn quỳ dưới đất rồi nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt vô cùng nể phục, tựa như anh là một bậc thiên tôn vô thượng, Phật tổ Như Lai đại đức đại lượng. Ngô Bình hỏi, ông hiểu không? Khương Phụng Thiên vội đáp, tôi chỉ cảm nhận được một chút, chứ chưa hiểu hết. Ngô Bình gật đầu, thế là rất giỏi rồi. Ngô Bình nói tiếp, sáng mai, ông hãy đến đây gặp tôi, giờ thì về đi. Khương Phụng Thiên không dám nói một tiếng mà lui ra ngoài ngay. Khi ông ta đi còn giật lùi và cúi đầu xuống, cho tới khi ra ngoài cửa mới dám ngẩng lên và quay người. Sau khi vào thang máy, ông Gù không nhịn được hỏi, đại ca, anh điên rồi à? Khương Phụng Thiên cười nói, tam đệ, anh không điên. Ngược lại, anh đang rất tỉnh. Ông Gù lắc đầu, nếu anh không điên, tại sao lại dập đầu với thằng ấy? Chát! Khương Phụng Thiên nổi giận rồi tát lên mặt ông Gù, im miệng. Không được vô lễ với cậu Ngô. Nếu còn lần sau, tôi sẽ giết chú đấy. Ông Gù sợ hết hồn, ông ta đã đi theo Khương Phụng Thiên nhiều năm, nhưng chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ ấy bao giờ. Ông ta nghĩ nếu mình còn dám nói như thế một lần nữa, Khương Phụng Thiên sẽ làm thịt mình thật. Ông Gù tủi thân ôm mặt, sau đó nhìn Khương Phụng Thiên với ánh mắt đáng thương, đang định nói gì đó thì lại thôi. Thang máy mở ra, Lạc Tuyết lên xe, ông Gù đi nhanh theo rồi dè dặt ngồi bên cạnh. Ông ta vừa sợ vừa nể Khương Phụng Thiên,
mạng của ông ta được Khương Phụng Tiên cứu nên ông ta rất trung thành. Khương Phụng Tiên nhìn ông Gù rồi thở dài nói, tam đệ, chú không biết cậu Ngô giỏi thế nào đâu. Lần này, tôi bỏ qua cho chú, nhưng từ giờ, chú phải kính trọng cậu Ngô như với tôi, nhớ chưa? Ông Gù sợ bị ăn đòn tiếp nên gật đầu ngay, em biết rồi. Khương Phụng Tiên gật đầu, tôi biết chú đang thấy khó hiểu, sao Phong Tiên nổi tiếng điên cuồng lại kính trọng một người có tu vi thấp hơn mình. Ông Gù không phải kẻ ngốc, đại ca, lẽ nào có liên quan đến các động tác ban nãy của cậu Ngô? Đó là gì thế ạ? Khương Phụng Tiên gật đầu, đó không phải động tác bình thường đâu, pháp thiên thức đấy. Đó là gì ạ? Ông Gù hỏi. Khương Phụng Tiên thở dài một hơi, là công pháp tu luyện mà tôi vất vả tìm kiếm cả đời này. Chú cũng biết rồi đấy, tu vi của tôi chứng cả mấy chục năm rồi. Nhưng nếu có pháp thiên thức thì tôi có thể đột phá lên địa tiên dễ dàng. Ông Gù ngạc nhiên, dù không biết pháp thiên thức là gì, nhưng ông ta biết đột phá lên địa tiên rất khó. Pháp thiên thức này có thể giúp Khương Phụng Tiên làm được thật sao? Khương Phụng Tiên, đó chưa là gì đâu, khi thực hiện các động tác của pháp thiên thức, cậu Ngô còn thi triển tâm bàn nữa. Ông Gù ngơ ngác, lại gì nữa thế ạ? Khương Phụng Tiên nghiêm chỉnh nói, tâm bàn mới là truyền thừa cao nhất của gieo quẻ, nếu tôi có được truyền thừa ấy thì sẽ đột phá được thiên tiên. Ông Gù giật bắn mình, hả? Thiên tiên ạ? Khương Phụng Tiên nhìn ông ta rồi nói, chú tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho ai. Không đừng trách tôi là ác. Ông Gù gật đầu, đại ca yên tâm, em sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Khương Phụng Tiên mỉm cười nói, đừng căng thẳng thế, tôi đang gặp duyên kỳ ngộ lớn nhất đời đấy. Chương 439, sòng bạc của Đường Lâu. Ông Gù không phải kẻ ngốc, ông ta nói, ý của đại ca là cậu Ngô này có thể giúp được anh ư. Khương Phụng Tiên gật đầu, cậu ấy có truyền thừa lớn như vậy, chứng tỏ có lai lịch phi phàm. Hơn nữa, chú không để ý là cậu ấy còn rất trẻ à, mới ngần ấy tuổi mà đã là đại tông sư cảnh giới tiên thiên rồi, chú đã gặp trường hợp nào như thế chưa? Ông Gù ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, chưa ạ, cậu ấy là người đầu tiên. Khương Phụng Tiên, thế nên anh nhất định phải đi theo cậu ấy, làm trâu làm ngựa cũng được. Ông Gù, đại ca, anh định làm vệ sĩ cho cậu ấy ư? Khương Phụng Tiên cười khổ, chú nghĩ tôi đủ trình à? Được làm đầy tớ cho cậu ấy thôi là tôi đã hài lòng lắm rồi. Ông Gù thấy bất bình thay cho Khương Phụng Tiên, anh là Phong Tiên nổi danh lừng lẫy, nhân vật có số có má ở Thiên Kinh thì phải có tư cách làm vệ sĩ chứ. Khương Phụng Tiên thở dài nói, được thế thì tốt. Trong phòng làm việc của Ngô Bình ở Đường Lâu, Đường Băng Vân nhìn anh một cách đầy hứng thú, sau đó dựng ngón tay cái, siêu đấy. Ngô Bình mỉm cười nói, chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến. Đường Băng Vân hỏi, nếu mai ông ta đến thì anh định thế nào? Ngô Bình, nếu ông ta hiểu càng nhiều thì sẽ càng sợ anh, mai anh chỉ dạy cho vài đường cơ bản thôi là kính anh như thần ngay. Tiêu Tam Nhãn vừa ngạc nhiên vừa kính nể nói, cậu Ngô, tôi thật sự phục cậu sát đất. Cậu đã xử lý xong một nhân vật rất đáng gờm. Ngô Bình, cũng nhờ ăn may thôi, nếu Phong Tiên không hiểu về bói toán thì tôi cũng không làm gì ông ta được. Khách đến cửa hàng cầm đồ đông dần nên Tiêu Tam Nhãn phải ra ngoài làm việc. Ngô Bình ngồi trong phòng làm liệc. Sau đó lấy bức tâm kinh Phật ra nghiên cứu, chữ bên trên rất nhỏ, đã thế còn là chữ cổ. Anh đọc qua thì thấy như tiên văn, nhưng lại giống kiểu biến thể. Nhờ hiểu biết về tiên văn, anh nhanh chóng dịch được bức thứ nhất. Như Lai Thần Tàng Kinh. Đường Băng Vân đứng cạnh tò mò hỏi, Như Lai Thần Tàng Kinh là gì? Ngô Bình, tên của một bức kinh thư. Anh đọc tiếp rồi nói, hình như là một cách kích hoạt tiềm năng, rất kỳ diệu. Đường Băng Vân cười nói, khéo lại là một tuyệt học thượng cổ nào đó. Ngô Bình cất kinh thư đi rồi nói, ai mà biết được, bao giờ học được thì tôi sẽ dạy cho cô. Đường Băng Vân liếc nhìn đồng hồ rồi nói, sòng bạc sắp khai trương rồi, anh có đi không? Ngô Bình không có hứng thú với sòng bạc, nhưng anh lo Vu Vương sẽ cho người đến quấy phá nên đành gật đầu rồi đi tới đó. Sòng bạc nằm ở 8 tầng trên cùng của Đường Lâu, từ tầng 80 đến 88. Trước kia, chỉ có Kiều Bảo ở các nước lân cận tới chơi ở đây, chứ khách ở Viêm Long rất ít. Có một người đàn ông lùn thịt thô kệch đang ngồi trong đại sảnh của tầng 80, ông ấy mắt to mày rậm, tay lần chàng hạt, mặt thì tươi cười đón khách. Thấy Đường Băng Vân đến, ông ấy vội khom người chào hỏi, cô chủ. Đường Băng Vân, Tiền Lương, không có chuyện gì chứ? Người đó tên là Tiền Lương, cô chủ, tạm thời chưa có vấn đề gì. Nhưng ba nãy có mất người lạ mặt tới. Tôi đã cho người canh chừng rồi.
Ngô Bình, có nhiều khách quen đến không? Tiền Lương nhìn Ngô Bình rồi hỏi, đây là... Đường Băng Vân giới thiệu, quên chưa giới thiệu với ông, đây là Ngô Bình, cổ đông lớn của Đường Lâu, cũng là chồng sắp cưới của tôi. Tiền Lương vội chào, ra là cậu Ngô. Thưa cậu, hầu như đều là khách quen đến. Sòng bạc của chúng tôi mở ở Thiên Kinh đã 6 năm rồi nên khá nổi tiếng, các khách đến chơi chủ yếu là người Đông Nam Á, Đông Á và La Sát. Ngô Bình gật gù, Sau khi đi vào trong, anh thấy có rất nhiều hình thức chơi, gần như không thiếu trò gì. Khách chơi bên trong không đông lắm, nhưng họ chơi rất lớn, ít cũng mấy trăm nghìn, có người chơi to quá rồi thua cả mấy chục triệu. Tiền Lương khom người đi theo sau Đường Băng Vân và Ngô Bình, thưa cô cậu, hôm nay vừa khai trương nên khách chưa đông lắm. Mấy hôm nữa chắc sẽ kín khách ngay ạ. Ngô Bình hỏi, tiền ra vào mỗi ngày của sòng bạc khoảng bao nhiêu? Tiền Lương đáp, thường thì mỗi tối sẽ khoảng 2 tỷ, một năm thì là hơn 30 tỷ, lãi khoảng 2 tỷ. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, một ngày mà những 2 tỷ ư? Tiền Lương, khách ở đây đều đặt lớn nên thích chơi ở nơi công bằng và an toàn, chúng ta sẽ đảm bảo cho họ là không hề có mánh khóe gì hết, hơn nữa phục vụ rất chu đáo. Ngô Bình, sao họ không đến Đổ Thành chơi? Ngô Bình cười đáp, Đổ Thành đã tạo dựng một số liệu lớn để phân tích cách chơi của khách hàng, sau đó lợi dụng máy tính để thắng tiền của khách. Người sành đã không còn đến đó chơi nữa rồi, nhưng chỗ chúng ta thì khác, không hề có mánh gì hết, họ muốn chơi sao thì chơi. Đường Băng Vân bổ sung thêm, đây không chỉ là sòng bạc, mà còn là nơi giao dịch nữa. Ngô Bình, giao dịch. Đường Băng Vân, rửa tiền là phạm pháp và dễ bị pháp luật sờ gáy, nhưng nếu thua tiền ở đây thì lại khác. Ngô Bình, cách rửa tiền biến tướng à? Đại khái thế, Đường Băng Vân, giá rửa tiền ở quốc tế đã hơn 10% rồi, nhưng chỗ chúng ta chỉ thu có 5% thôi. Đương nhiên chúng ta chỉ làm cho nước ngoài. Sau đó, Ngô Bình nhìn về phía một bàn ở gần đó. Một người đàn ông La Sát đang chơi loại bài phổ thông nhất. Trước mặt người này chất đống thẻ đánh bạc, giá trị lên đến cả 100 triệu. Mỗi đêm sòng này thu được 2 tỷ, một mình người này đã đổi cả 100 triệu rồi nên không có gì là lạ. Người La Sát đã chơi 5 ván thì thắng 3, đến ván thứ 5 lại thua, sòng vẫn tiếp tục chơi. Nhưng lần này, anh ta đã đặt gấp 3. Ván trước, anh ta thua 10.000, lần này đặt hẳn 30.000. Ngô Bình nổi hứng nên đứng lại xem. Tiền Lương thấy thế thì cười nói, cậu biết anh ta đang làm gì không? Ngô Bình, hả? Cứ thua là anh ta lại đặt gấp 3 lên, nhưng tôi không sợ, vì vốn ở sòng mình không thể thua anh ta được, Tiền Lương nói. Ngô Bình nghĩ không đơn giản như vậy nên tiếp tục quan sát. Ván sau, người La Sát này lại thua. Quả nhiên anh ta lại đặt gấp 3 cho ván sau, nếu thắng, anh ta sẽ kiếm được 90.000, tính ra còn lãi thêm. Ngô Bình, nếu không có mánh khóe thì tỷ lệ thắng thua gần như ngang nhau nhỉ. Tiền Lương cười nói, ý là vậy, nhưng tâm lý của hai bên khác nhau. Dứt lời, họ thấy người La Sát đã thắng ván vừa rồi, trừ số tiền đã mất trước đó đi thì còn kiếm được 50.000. Chương 440, tài đoán ngựa. Ván tiếp theo, người La Sát đặt 50.000. Lắc Xúc Sắc là một người đàn ông trung niên, ông ấy nhìn người La Sát nhưng không nói gì, sau đó tiếp tục ván tiếp theo. Ván này, người La Sát thua, vì thế anh đã đặt 150.000 cho ván sau. Ngô Bình xem một lúc rồi bỏ đi, anh không thể ở đây quá lâu được, còn phải đi quan sát những chỗ khác để tránh xảy ra chuyện. Sau khi rời khỏi tầng 80, Ngô Bình và Đường Băng Vân đã lên tầng 81. Cách nhau có một tầng mà cách chơi đã khác hẳn, càng lên cao khách càng VIP, đặt cũng càng nhiều. Tầng 82 chuyên đặt cược cho các cuộc thi trên toàn cầu, ví dụ như FIFA, quần vợt, đua ngựa. Khách ở tầng này rất đông, đã thế còn liên tục tăng thêm, bao gồm cả khách nước ngoài và người Viêm Long. Sảnh ở đây rất lớn, được cho thành nhiều khu khác nhau, mỗi khu đều có vài màn hình lớn sắc nét đang hiển thị tỷ lệ cược và thời gian dừng nhận tiền đặt. Ngô Bình đi quanh một vòng thì thấy có cược đua ngựa, đua xe, đá bóng. Để thu trực tiếp kết quả của cuộc thi chắc cần nhiều đội ngũ nhân lực và tiền bạc lắm nhỉ, Ngô Bình hỏi. Tiền Lương cười đáp vâng. Trận đấu nào chúng tôi cũng phải cử một nhóm đến xem trực tiếp, các thiết bị thu phạt của họ là hàng tiên tiến nhất hiện giờ. Ngô Bình, xem ra làm ăn kiểu này cũng khó chơi. Tiền Lương thở dài, đúng vậy. Cậu Ngô, cậu đừng tưởng nhân viên ở sòng bạc ít, hầu hết họ đều đi làm ở bên ngoài rồi. Ngô Bình gật gù, đặt cược cho cuộc thi gì ăn khách nhất ở tầng này. Tiền Lương, bóng đá và đua ngựa, nhưng bóng đá vẫn đứng đầu.
Trước kia, tôi đã thiết kế một trang web cược bóng ở nước ngoài, cho tới nửa năm trước thì tổng số thành viên đã lên đến hơn 10 triệu người. Nhiều thế cơ à? Tiền lương, tôi mất 5 năm để giúp trang web ấy phát triển vững mạnh, nhờ lòng tin và phục vụ tốt nên mới vận tốt đến tận bây giờ. Còn lượng tiền thu về được thì mỗi năm lượng tiền ra vào khoảng 200 tỷ đô, lợi nhuận của mình là khoảng 3%, như năm ngoái là được 650 triệu đô. Ngô Bình, khoản tiền ấy không tính vào lãi của sòng bạc à? Tiền lương thở dài một hơi, năm ngoái thì vẫn do tôi quản lý, nhưng cậu Đường Lăng đã lấy mất trang web ấy rồi. Giờ tôi chỉ phụ trách mảng kỹ thuật, còn lợi nhuận thì không thuộc về sòng bạc nữa. Ngô Bình cau mày rồi hỏi Đường Băng Vân, Đường Lăng là ai? Đường Băng Vân, Đường Lăng là nhân tài xuất chúng trong giới thanh niên của Đường Môn, chủ yếu phụ trách các nghiệp vụ ở nước ngoài. Anh ta cũng có bối cảnh lắm, bố là đường chủ của Kim Ngọc Đường, anh ta đã cưới con gái của thủ lĩnh Thanh Môn, giờ như mặt trời giữa trưa, oách hơn em nhiều. Tiền Lương lại thở dài tiếp, cô chủ, không phải tôi nhiều chuyện, chứ nếu bàn về huyết mạch của Đường Môn thì 10 Đường Lăng cũng không bằng cô đâu ạ. Đường Lăng rất hống hách, chưa bao giờ tôn trọng cô chủ. Đường Băng Vân thờ ơ nói, anh ta đang được lúc đắc ý mà, kệ đi. Ngô Bình hỏi, anh ta muốn lấy trang cá độ bóng đá này là lấy luôn à? Đường Băng Vân nói, em đã hỏi ông chuyện này rồi, khi ấy ông đang mệt nên không quan tâm lắm. Nhưng anh yên tâm, rồi em sẽ lấy lại. Đúng lúc này, có tiếng reo hò vang lên ở phía trước, bọn họ nhìn qua thì thấy màn hình đang chiếu trực tiếp cảnh đua ngựa ở Cảng Thành. Đua ngựa ở Cảng Thành nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng tiếc là Viêm Long Đại Lục chưa du nhập, người ở đây muốn chơi thì phải tới Cảng Thành. Nhưng Đường Lâu đã lợi dụng đường truyền Internet để chiếu trực tiếp nên khách ở Đại Lục vẫn theo dõi được. Khách đặt cược đua ngựa hầu hết là người Viêm Long, họ hào hứng theo dõi rồi reo hò, dù cho ngựa và người trong màn hình không hề nghe thấy. Nhóm Ngô Bình đi tới gần màn hình đó, Tiền Lương nói, cậu Ngô, đua ngựa mới ra mắt nên chưa chỉnh chu lắm. Tôi định chờ thêm một thời gian nữa sẽ lại lập một trang web. Ngô Bình, hả, hình như trong nước cấm hình thức này mà. Tiền Lương cười nói, cũng như cá độ bóng đá thôi, nhưng tôi thấy đua ngựa tiềm năng lắm, tôi có linh cảm trong tương lai nó sẽ vượt đá bóng luôn. Lúc này, một trận đua ngựa lại sắp bắt đầu, khách đặt lại lao hết đến trước màn hình. Ngô Bình hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, em có muốn chơi một ván không? Đường Băng Vân cười hỏi, sao thế? Ngứa tay à? Ngô Bình, anh hơi bị chuyên nghiệp đấy. Thật ra, Ngô Bình không biết gì về trò đua ngựa cả, nhưng anh là cao thủ ngành y, qua sức chạy và ngoại hình của con ngựa, anh có thể đoán ra tiềm lực của từng con. Trong Phiến Ngọc có Mã Kinh, Ngô Bình cũng từng đọc qua, vì thế mắt quan sát của anh hơn hẳn người thường. Bây giờ, anh muốn thử tài đoán ngựa qua trận đua này. Qua màn hình 8K, mỗi con ngựa đều hiện lên sắc nét. Nếu thêm không gian 3 chiều thì còn nhìn sống động như thật. Tiền Lương lấy một chiếc kính cho Ngô Bình đeo. Anh nhìn một lúc rồi nói, Tiền Lương, ông đặt cho tôi 100 triệu con số 8 sẽ thắng. Tiền Lương liếc nhìn con số 8 rồi nói, cậu Ngô, người điều khiển con số 8 mới chơi, ngựa cũng mới luôn, biểu hiện rất bình thường. Cậu đặt cho nó e là thua đấy. Ngô Bình cười nói, thua cũng không sao, cứ đặt cho tôi đi. Tiền Lương không khuyên nhủ thêm nữa mà gọi người đặt con số 8 cho Ngô Bình. Tỷ lệ đặt của con này là 1:9.4. Nói cách khác là nếu Ngô Bình thắng thì anh sẽ được 940 triệu. Đặt xong, anh hỏi Tiền Lương, đặt ở đây thì sẽ chuyển hết cho Cảng Thành à? Tiền Lương đáp, không hẳn, ví dụ có 100 triệu thì chúng ta chỉ chuyển cho Cảng Thành 60 triệu, còn mình ăn 40. Ngô Bình gật gù, thế cũng được. À, ông thông báo đi, tôi đặt ở Cảng Thành hết nhé. Tiền Lương vội nói, vâng, tôi sẽ đi ngay. 5 phút sau, trận đấu chính thức diễn ra. Mấy con ngựa đều chạy thục mạng, người điều khiển cũng dốc hết sức. Ngay sau đó, con số 6 đã bứt phá lên dẫn đầu. Nửa chặng sau, Đường Băng Vân nhìn Ngô Bình rồi nói, chuyên gia Ngô, chắc anh thua rồi. Ngô Bình cười nói, bình tĩnh, con số 8 khỏe lắm, hôm nay chắc chắn nó sẽ thắng. Anh vừa nói dứt câu thì con số 8 đã chạy nhanh hơn hẳn, đến người điều khiển còn thấy kinh ngạc, không ngờ nó lại khỏe đến thế. Khi chỉ còn 1/4 chặng nữa thì con số 8 đã vượt con số 6 và chạy đầu, sau đó kéo xa khoảng cách với những con khác. Khi nó chạy về đích, cả sảnh oán thán. Rõ ràng họ đang hối hận vì ban đầu không đặt con này. Một người đàn ông trung niên ở gần đó cười nói, cậu bạn, mắt cậu tinh thật, sao cậu biết con số 8 sẽ thắng?
Hóa ra ông ấy đã nghe thấy hết lời nói ban nãy của Ngô Bình nên giờ đang phục anh sát đất. Đương nhiên Ngô Bình không nói thật, anh tỉnh bơ nói, cũng không có gì, tôi chỉ thấy con số 8 rất phong độ nên chọn nó thôi. Tiền Lương cũng phục Ngô Bình, ông ấy cười nói, cậu Ngô, cậu giỏi quá. Loáng cái đã kiếm được gần tỷ bạc. Đường Băng Vân bản nãy còn cười Ngô Bình, không ngờ anh đã lật ngược tình thế, nhưng cô ấy vẫn không phục, ăn may thôi. Không phục ạ, Ngô Bình cười nói, thế chơi thêm vài ván nhé. Đường Băng Vân, được, nếu anh thắng liên tiếp được 3 ván, em sẽ đồng ý một điều kiện của anh. Ngô Bình sáng mắt lên, điều kiện gì cũng được à. Đường Băng Vân, ừm. Ngô Bình cười phá lên, em nói đấy nhé, không được nuốt lời nha. Chương 441, Quinella và Tears. Nhìn Ngô Bình và Đường Băng Vân liếc mắt đưa tình, Tiền Lương thấy da đầu mình tê dần. Trong ấn tượng của anh ta, Đường Băng Vân là thủ lĩnh nhóm đánh thuê, nay còn là người đứng đầu thiên sát, năng lực rất cao, tính tình lãnh đạm, ai cũng e sợ. Tiền Lương vội vàng nói, anh Ngô, cô cả, chúng ta đến phòng VIP nhé. Phòng VIP có màn hình lớn chuyên dụng và nhân viên phục vụ, phí cao ngất, đến 20.000 một giờ. Trong phòng có một chiếc sofa rất lớn làm bằng da thật, rượu thì mấy chục nghìn một chai, thậm chí còn có các cô gái xinh đẹp trẻ trung rót trà châm thuốc. Ngô Bình ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi nhìn vào màn hình. Một trận đua ngựa mới sắp bắt đầu, các khách cược đang chọn ngựa. Ngồi ở mép sofa, Tiền Lương cười hỏi, anh Ngô muốn chọn con nào? Ngô Bình quan sát ngựa trên màn hình. Đến khi thời gian chọn sắp kết thúc, anh mới nói với Tiền Lương, đặt Quinella số 1 và số 7, hoặc số 1 và số 5. Đặt tia số 1, 7, 4, 1, 7, 5. Toàn bộ đều đặt cược số tiền cao nhất. Quinella là thuật ngữ trong đua ngựa, ý chỉ chọn ra hai con ngựa về đích thứ nhất và thứ hai, bất kể thứ tự. Còn Tears nghĩa là chọn ba con ngựa về đích top 3 theo thứ tự trong trận đua ấy. Tiền Lương cười nói, anh Ngô à, đúng là biểu hiện gần đây của con số 1 rất tốt, nhưng con số 7 đã đua hơn 100 trận mà vẫn chưa lần nào lót vào top 3. Ngô Bình bảo, không sao, cứ đặt đi. Vâng, Tiền Lương bảo thuộc hạ làm việc, đặt cược cao nhất theo lời anh. Tiền Lương lên tiếng, anh Ngô à, với số tiền lớn như vậy, chỉ có thể cược một phần trong sân, phần lớn đều đặt bên ngoài. Ngoài ra đường lâu cũng sẽ ăn một phần nhỏ. Tính tổng hợp, tổng tiền của Quinella ở ba bên hiện nay là 2,8 tỷ, tổng tiền thưởng của Tears là 5,5 tỷ. Xét riêng đặt cược cao nhất thì lần lượt chiếm 34,65% và 44,53% quy mô đặt cược. Ngô Bình hỏi, cần bao nhiêu tiền? Tiền Lương đáp, 30 triệu đến 40 triệu. Ngô Bình gật đầu, cũng được. Chẳng bao lâu sau, trận đua ngựa đã bắt đầu. Con số 1 quả nhiên rất mạnh, ngay từ đầu trận đua đã bỏ xa phần còn lại. Ở nửa quãng đua sau, con số 7 bắt đầu bung sức, chung cuộc về đích thứ 2 với khoảng cách chỉ có nửa cái đầu ngựa, còn con số 4 cán đích ở vị trí thứ 3. Cuối cùng, Ngô Bình cược thắng cả Tears và Quinella. Tiền Lương phấn khích nhảy cẫng lên, cười nói, trúng rồi. Đường Băng Vân vội hỏi, tiền thưởng là bao nhiêu? Tiền Lương liền bảo cấp dưới tính toán. Nửa phút sau, anh ta vừa cầm một tờ giấy đến vừa cười đáp, thưa anh, tổng tiền thưởng là 3.416.830.000, sau khi trừ phí thủ tục thì tiền về tay là 3.130.000.000. Đường Băng Vân ngỡ ngàng, đặt 30 triệu, trúng 3,1 tỷ. Tiền Lương cười nói, anh Ngô quả là cao thủ. Lúc này Ngô Bình mới đứng dậy, đã thắng 3 ván liên tiếp rồi, hôm nay đến đây thôi vậy. Băng Vân, chúng ta lên tầng 82 đi. Đường Băng Vân cũng biết chính sự quan trọng, bèn cùng anh đi lên tầng trên. Tầng 82 là cá cược quyền anh. Vừa bước vào, màng nhĩ của hai người đã tê dần vì tiếng hò hét ầm ĩ. Trong đại sảnh rộng 5.000 mét vuông, chỗ ngồi gần như đã được lấp kín. Trên võ đài ngay chính giữa, một người la sát đang đấu với một người bán đảo. Đây là trận đấu không có hạn chế, ngoại trừ vũ khí ra, có thể dùng mọi cách thức để đánh bại đối thủ. Trận chiến đã đến hồi gay cấn. Hai bên đều đã chảy đầy máu, một trong hai bị thương khá nặng và đang ở thế bất lợi. Quản lý tầng này vội vàng ra nghênh tiếp, giới thiệu tình hình ở đây với Ngô Bình. Cược quyền anh rất đẫm máu. Chỉ trong nửa phút, một trong số họ đã ngã xuống vũng máu. Nhân viên y tế lập tức lên võ đài cấp cứu. Khán giả bên dưới, có người thì hò reo, kẻ thì chửi rủa. Ngô Bình hỏi quản lý, những võ sĩ này đến từ đâu vậy? Quản lý cười đáp, anh Ngô, các võ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới và đều đánh rất giỏi.
chẳng bao lâu sau, người bị thương đã được khiêng xuống. Tiếng chiêng trên võ đài vang lên. Quản lý vội nói, anh Ngô đến rất đúng lúc, trận đấu chính bắt đầu rồi. Đứng bên cạnh, Đường Băng Vân giải thích cho anh nghe. Trận đấu chính nghĩa là hai thế lực lớn trong giang hồ muốn giải quyết tranh chấp nên mỗi bên cử ra một cao thủ đấu với nhau trên võ đài. Đường Lâu thích kiểu đấu này nhất, nên sẽ tài trợ tiền và địa điểm để mời họ đến đây giao đấu. Trong trận đấu, khán giả có thể đặt cược, tỷ lệ cược của hai bên thường tương đương nhau. Thông tin của hai bên sẽ được công bố ngay tại hiện trường, khán giả có thể đặt cược dựa theo thông tin ấy. Lúc này, màn hình lớn đặt ở phía trên võ đài đã xuất hiện một tấm ảnh và vài dòng chữ. Ngô Bình nhìn lên, đó là một cậu trai chừng 17, 18 tuổi, gương mặt vẫn còn vẻ non nớt. Điều làm anh ngạc nhiên là cậu trai này sở hữu thành tích rất đáng nể, đã trải qua 35 trận đấu mà chỉ mới thua 3 trận. Không bao lâu sau, cậu trai kia đã bước lên võ đài, người chi chít sẹo, tứ chi đều từng bị gãy, đôi mắt sáng quắc. Cậu ấy vừa xuất hiện, Ngô Bình đã hơi chau mày, là người chưa qua trường lớp, không có thầy dạy. Quản lý vội đáp, anh Ngô rất tinh tường. Cậu ta tên Diệp Thần, có em gái mắc bệnh nan y, cần một khoản tiền lớn để ra nước ngoài chữa trị. Vì muốn kiếm tiền, cậu ta bắt đầu lên sàn đấu. Tuy không được ai chỉ dạy, nhưng Diệp Thần chỉ mất vỏn vẹn nửa năm để đạt được thành tích như thế. Nhìn cậu ấy thêm một lúc, Ngô Bình hỏi quản lý, cậu ấy có ông chủ không? Quản lý trả lời, tạm thời thì chưa, nhưng có người bằng lòng bỏ tiền ra mua cậu ấy 3 năm, có điều giá cả vẫn chưa thương lượng xong. Trong lúc họ nói chuyện, thông tin của người còn lại đã được hiển thị. Đó là một người đàn ông 32 tuổi, thân hình cao lớn, thể trọng và chiều cao đều hơn đứt cậu trai. Hai người rõ ràng không cùng một hạng. Một lát sau, gã to con cũng lên võ đài. Khi gã đứng cạnh Diệp Thần, lập tức phán đoán được ai mạnh ai yếu. Ngô Bình dặn quản lý, khi trận này kết thúc, hãy bảo Diệp Thần đến gặp tôi. Nhìn lên võ đài, quản lý nói, anh Ngô à, thằng nhóc ấy có thể sống sót qua trận này không? Đối thủ của cậu ta là võ sĩ quyền anh hạng nặng, kinh nghiệm chiến đấu rất dày dặn, còn từng được đào tạo chuyên nghiệp. Ngô Bình cười bảo, yên tâm đi, Diệp Thần chắc chắn sẽ thắng. Nghe được phán đoán của Ngô Bình, Đường Băng Vân hỏi, tỷ lệ cược của Diệp Thần là bao nhiêu? Quản lý đáp ngay, đặt một ăn 2,5, mọi người vẫn đánh giá cao đối thủ của cậu ta hơn. Không bao lâu sau, trận đấu đã bắt đầu. Động tác chân của Diệp Thần linh hoạt như mèo, tránh đòn rất nhanh. Gã to con kia hoàn toàn không chạm được cậu ấy. Trong lúc đôi bên đang truy đuổi, Diệp Thần tung một cú đá hiểm vào điểm yếu của đối phương. Gã to con rên rỉ rồi ngã xuống đất, nhưng chỉ một lát sau đã đứng dậy được. Hai bên lại tiếp tục đấu. Bằng chiến thuật du kích, Diệp Thần đã đánh bại gã to con kia chỉ sau 13 phút. Mà trong quá trình ấy, cậu ấy không hề trúng đòn nào. Quản lý vội vàng đi đến nói vài câu với Diệp Thần. Cậu ấy nhìn Ngô Bình rồi khẽ gật đầu, đi theo quản lý. Vào phòng làm việc của quản lý, Ngô Bình ngồi xuống, vừa quan sát cậu trai vừa hỏi, Diệp Thần, nghe nói em gái cậu đang ốm nặng. Diệp Thần gật đầu, phải, anh Ngô. Ngô Bình, trận đấu vừa rồi, cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Diệp Thần đáp, 30.000. Ngô Bình hỏi, cậu còn thiếu bao nhiêu tiền để đưa em gái ra nước ngoài điều trị? Diệp Thần nói, tôi cần khoảng 8 triệu rưỡi, giờ đã kiếm được 1 triệu, còn thiếu 7 triệu rưỡi. Ngô Bình hỏi tiếp, cậu học cách đánh từ ai? Diệp Thần trả lời, tôi xem video của người khác rồi tự luyện. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, đúng là tự luyện, sắp luyện đến mức phế rồi. Chương 442, Diệp Thần. Diệp Thần sửng sốt, gì cơ? Ngô Bình nói, ý tôi là cách luyện của cậu có vấn đề. Nếu cứ luyện như vậy thì tối đa 3 tháng nữa, cậu sẽ trở thành kẻ tàn phế. Với tốc độ kiếm tiền hiện giờ của cậu, có lẽ sẽ không gom đủ 7 triệu rưỡi trong vòng 3 tháng đâu. Khi ấy, không những cậu không cứu được em gái, mà ngay cả sức khỏe của bản thân cũng gặp nguy hiểm. Tôi không tin, Diệp Thần lạnh nhạt nói, tuy thương đầy tích mình nhưng tôi biết sức khỏe của mình thế nào. Tôi vẫn đang ngày một mạnh lên. Ngô Bình lắc đầu, anh bưng tách trà lên, thổi lá trà ra rồi nhấp một ngụm, đoạn bảo, dưới ngực trái một tấc rưỡi, vị trí giữa hai bên sườn của cậu có phải hay đau âm ỉ không? Đặc biệt là lúc 1-2 giờ sáng, cậu thường xuyên tỉnh giấc vì đau. Diệp Thần biến sắc, sao anh biết? Ngô Bình không trả lời mà nói tiếp, có phải vào giữa trưa, xương cốt toàn thân cậu sẽ vừa đau vừa ngứa hệt như bị kiến cắn vậy, tình trạng còn càng lúc càng nghiêm trọng.
Diệp Thần vừa nhìn anh vừa hỏi, anh là bác sĩ ư? Ngô Bình đáp, có biết y thuật. Trong đôi mắt Diệp Thần như đang có ngọn lửa bùng cháy. Cậu ấy nhẹ nhàng nói, thế cũng không sao. Tôi sẽ liều mạng kiếm tiền để gom đủ 8 triệu rưỡi trong vòng 3 tháng. Ngô Bình lắc đầu, nhưng cậu có từng nghĩ đến chuyện em gái cậu sẽ đau lòng như thế nào nếu cậu bại liệt không? Hơn nữa, khi ra nước ngoài trị bệnh, em cậu vẫn cần được chăm sóc. Nếu cậu ngã quỵ thì ai sẽ lo cho cô bé? Diệp Thần cúi gằm mặt, nước mắt rưng rưng. Phải, nếu cậu ấy gục ngã thì ai săn sóc cho em gái bây giờ? Ngô Bình xua tay, ngồi xuống đi. Diệp Thần ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ngô Bình, nghĩ ngợi miên man. Giờ thì cậu ấy không còn nghi ngờ lời của Ngô Bình nữa. Biết gì không, cậu là thiên tài võ học đấy, Ngô Bình nói. Diệp Thần sững ra, thiên tài võ học ư? Ngô Bình đáp, đúng vậy. Chỉ cần xem vài video đã trở thành cao thủ chiến đấu, tất nhiên cậu là thiên tài rồi. Diệp Thần cười tự giễu, vậy thì đã sao? Anh cũng nói rồi đấy, tôi đã sắp trở thành kẻ tàn phế. Ngô Bình nói, nếu có tôi chỉ dạy, cậu không những không tàn phế mà còn trở thành cao thủ võ học hàng đầu. Diệp Thần bàng hoàng, anh có thể giúp tôi ư? Nhìn vào mắt cậu ấy, Ngô Bình nói thẳng nhé. Nếu cậu đồng ý làm việc cho tôi có thể giúp cậu thành tài và chữa bệnh cho em gái cậu. Diệp Thần đứng bật dậy, anh có thể chữa trị cho em gái tôi sao? Ngô Bình cười đáp, bất kể em cậu mắc bệnh gì, tôi cũng chữa được. Diệp Thần quỳ sụp xuống sàn, tôi đồng ý. Cầu xin anh hãy chữa trị cho em gái tôi. Ngô Bình nói, đừng gấp gáp, nghe tôi nói hết đã. Làm việc cho tôi, có nghĩa là cả đời này cậu phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Tôi bảo cậu chết thì cậu phải chết, cậu làm được chứ? Diệp Thần đáp nhẹ nhàng, tôi làm được. Anh cũng nói rồi đấy, tôi mà cứ thế này thì cũng chỉ còn con đường chết. Mạng của tôi do anh ban cho, chết vì anh cũng xứng đáng. Ngô Bình gật đầu, tốt lắm. Xem như hai ta đã thỏa thuận xong. Từ nay về sau, cậu là người của tôi. Diệp Thần vội vàng trả lời, vâng, cậu chủ. Ngô Bình khẽ nâng tay, đứng dậy đi. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước, tối nay tôi và cậu sẽ đến thăm bệnh nhân. Diệp Thần cúi người chào rồi rời đi. Quản lý vội hỏi, anh Ngô thật sự nhận người này sao ạ? Ngô Bình hỏi lại, sao? Có vấn đề gì à? Quản lý cười khổ, chắc anh vẫn chưa biết, trong khoảng thời gian này, Tiểu Vũ Hoàng vẫn luôn cử người đến bàn bạc với Diệp Thần, có ý muốn nhận cậu ta làm đệ tử. Ngô Bình nhíu mày, Tiểu Vũ Hoàng Trịnh Luân muốn nhận cậu ấy làm đệ tử ư? Quản lý nói, phải, nhưng bị Diệp Thần từ chối rồi. Ngô Bình rất tò mò, là đệ tử của Tiểu Vũ Hoàng thì tiền đồ sẽ rất sán lạn, sao cậu ấy lại từ chối? Quản lý đáp, tôi nghe nói bệnh của em gái Diệp Thần do Tiểu Vũ Hoàng cố ý gây ra, mục đích là để nhận cậu ta làm đệ tử. Chuyện này tôi được nghe kể từ một người bạn, anh trai bạn tôi là tài xế của Tiểu Vũ Hoàng, nên thỉnh thoảng cũng nghe được chút chuyện. Ngô Bình nhìn quản lý, anh đã kể chuyện này cho Diệp Thần nghe. Quản lý lắc đầu nguầy nguậy, không phải tôi, nhưng rõ ràng Diệp Thần cũng biết chuyện này, chắc chắn có người khác tiết lộ sự thật cho cậu ta biết. Ngô Bình cau mày, nhân phẩm của tên Tiểu Vũ Hoàng này đúng là tệ hại. Nhận đệ tử thôi mà, sao phải hại người thân của cậu ấy chứ? Quản lý nói, chắc là muốn người khác mang ơn, thừa cơ kiểm soát Diệp Thần trong tay. Anh Ngô cũng nói rồi đấy, Diệp Thần là thiên tài võ học, chắc hẳn Tiểu Vũ Hoàng cũng nhìn ra. Đường Băng Vân nhíu đôi mày thanh tú, Ngô Bình à, nếu anh nhận Diệp Thần làm đệ tử, Trịnh Luân chắc chắn sẽ không vui. Ngô Bình cười khẩy, mặc kệ đi. Đúng lúc này, bộ đàm của Đường Băng Vân vang lên giọng của Tiền Lương, cô cả, cái tên ở dưới lầu đã thắng được 700 triệu của chúng ta rồi. Ngô Bình vừa nghe đã biết Tiền Lương ám chỉ con bạc người La Sát kia. Anh đáp nhanh, tôi sẽ xuống ngay. Ở tầng 80 của đường lâu, bàn cược trước mặt người La Sát đã chất đầy thẻ đánh bạc, tổng cộng gần 700 triệu. Người này vẫn đang cá cược, đặt tài, tiền cược 100 triệu. Khi một lượng lớn thẻ đánh bạc được đẩy qua, cảnh tượng cực kỳ chấn động, rất nhiều người vây quanh hóng hớt. Tiền Lương đứng gần đó, vừa thấy Ngô Bình đã báo cáo, anh Ngô, tên này đã thắng liên tiếp 9 ván, thẻ đánh bạc mỗi ván đều cao gấp 3 lần ván trước. Trước đó Ngô Bình đã quan sát người La Sát này rồi. Anh nhận thấy người này không hề đơn giản, có lẽ từng luyện kỹ thuật nghe xúc sắc, tuy không chính xác 100% nhưng vẫn đúng được 90%. Quá rõ ràng, người La Sát này được phái đến đây phá bính. Anh nhẹ nhàng bảo, không sao, cứ để kẻ đó cược tiếp. Đến lúc mở, quả nhiên là tài.
Người Lắc xúc sắc tái mặt, áp lực nặng nề khiến mồ hôi lạnh túa ra, chốc chốc lại liếc nhìn Tiền Lương. Tiền Lương lạnh lùng nói, không cần nhìn tôi, tiếp tục. Thế là người nọ tiếp tục lắc xúc sắc, lần này người La Sát lại lấy ra 300 triệu và vẫn đặt tài. Ngô Bình nhìn qua một cái, ba viên xúc sắc lần lượt là 4 điểm, 5 điểm, 3 điểm, 12 điểm tài. Anh bèn âm thầm dùng nhãn lực lật viên xúc sắc 5 điểm thành 1 điểm, tổng cộng 8 điểm xỉu. Lúc mở ra, vẻ mặt người La Sát rõ ràng đã ánh lên vẻ quái lạ. Rõ ràng hắn nghe được là tài cơ mà, sao lại là xỉu. Người La Sát không nói gì, tiếp tục đặt cược 900 triệu. 900 triệu này bao gồm 500 triệu mà hắn thắng được và 400 triệu tự mang theo. Ngô Bình đi lại gần, cười hỏi, anh bạn cược lớn như vậy có phải hơi mạo hiểm rồi không? Người La Sát cười khẩy, sao hả, các người mở sòng bài mà không cho người ta cược à? Ngô Bình cười bảo, xin đừng tức giận, tôi chỉ nhắc nhở với ý tốt thôi. Nếu đã thích chơi thì mời tiếp tục. Xúc sắc đã lắc xong, người La Sát suy nghĩ vài giây rồi đặt hết 900 triệu vào ô xỉu. Ván này, ba viên xúc sắc là 1 điểm, 2 điểm, 4 điểm, 7 điểm xỉu. Ngô Bình lại âm thầm lật viên xúc sắc 1 điểm thành 6 điểm, biến thành 12 điểm tài. Sau khi mở điểm, người La Sát ngỡ ngàng, lập tức hét ầm lên, không thể nào, các người dở trò. Tiền Lương thầm đắc ý, lạnh lùng nói, anh bạn à, nói gì cũng phải có chứng cứ. Anh chơi lâu như vậy, thắng tối đa 800 triệu của chúng tôi. Bây giờ mới thua 400 triệu đã bảo chúng tôi dở trò. Tôi khuyên anh, nếu chơi không nổi thì đừng đến sòng bạc. Người La Sát căm phẫn nhìn Tiền Lương rồi bảo, được. Tôi cược ván cuối cùng với anh. Dứt lời, người này lấy một tấm chi phiếu ra rồi đặt vào ô tài. Lúc này vẫn chưa lắc xúc sắc mà người La Sát đã đặt cược, chuyện này khiến ai nấy đều bất ngờ. Tiền Lương cầm chi phiếu lên, thấy tấm chi phiếu ghi 5 tỷ, anh ta thầm kinh ngạc, đoạn nheo mắt nói, anh bạn muốn cược 5 tỷ. Người La Sát lạnh lùng nói, đúng thế, ván này, tôi phó mặc vào vận số, các người dám cược không? Tiền Lương cười ha ha, chúng tôi mở sòng thì không sợ cược. Được thôi. Chương 443, huyễn cảnh 3 tầng. Ngô Bình nhìn chằm chằm người La Sát, muốn xem thử đối phương bày trò gì. Khi xúc sắc được lắc, người La Sát rất thoải mái, như thể chẳng hề bận tâm vậy. Đến lúc cốc xúc sắc được đặt xuống, trông hắn vẫn không có gì bất thường. Lòng Ngô Bình thoáng động, anh bắt đầu phóng tầm mắt về phía người khác. Vừa nhìn, anh đã phát hiện một người Đông Nam Á lẫn trong đám đông, vóc dáng gầy gò, miệng lẩm bẩm gì đó. Rồi đột nhiên, người nọ phất tay áo, một luồng sáng màu xám bay ra từ ống tay áo. Ánh sáng xám này có hình dạng một cậu bé, lúc sáng lúc mờ. Ánh sáng xám này bay đến bàn cược, vươn tay chộp lấy cốc xúc sắc. Xúc sắc trong cốc lập tức có xáo trộn. 7 điểm xỉu ban đầu thoát cái đã biến thành 15 điểm tài. Mắt Ngô Bình sáng lên, không ngờ hắn ta điều khiển tiểu quỷ làm việc cho mình. Anh không vạch trần mà âm thầm dùng nhãn lực biến điểm số trở về 7 điểm xỉu như cũ. Người La Sát nhìn sang người Đông Nam Á, thấy người nọ gật đầu mới cười nói, mở điểm đi. Khi cốc xúc sắc được mở ra, nụ cười của người La Sát lập tức vụt tắt, là 7 điểm xỉu. Người La Sát lẩm bẩm, không thể nào. Tiền Lương cười ha ha, chúng tôi xin phép nhận 5 tỷ nhé. Anh còn muốn cược không? Người La Sát tối sầm mặt, hắn chỉ làm việc cho người khác, 5 tỷ này không phải của hắn. Bây giờ chuyện không thành, tiền cũng thua hết, hắn biết ăn nói thế nào đây? Trong đám đông, người Đông Nam Á kia cũng rất bất ngờ, có linh cảm không ổn nên bèn xoay người đi thẳng. Ra khỏi đại sảnh, hắn ta đang đi đến thang máy thì đột nhiên nghe được một giọng nói lạnh lùng từ phía sau. Muốn chạy à? Người Đông Nam Á run rẩy, lập tức dừng bước rồi quay phắt lại. Không biết từ bao giờ, Ngô Bình và Đường Băng Vân đã đứng ngay đằng sau hắn ta. Người Đông Nam Á giật mình, nói bằng giọng Viêm Long lơ lớ, các người muốn làm gì? Ngô Bình cười khẩy, từ lâu, tôi đã nghe nói Đông Nam Á có tu sĩ tà đạo điều khiển tiểu quỷ để kiếm tiền ở sòng bài. Nhưng tôi không ngờ có kẻ dám dùng tiểu quỷ ở đường lâu. Lá gan cũng lớn lắm. Bị anh vạch trần. Người Đông Nam Á biết chuyện này không giấu được nữa. Hắn ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, anh bạn à, tôi chỉ được người khác phó thác thôi. Ngô Bình cười khẩy, tôi không nghe anh nói nhảm. Bây giờ anh có hai con đường. Một là để lại tiểu quỷ, tự chặt một cánh tay, anh sẽ có thể sống sót rời đi. Hai là chết. Tu vi của người Đông Nam Á này không cao. Hắn ta biết mình không thoát được, phản kháng đồng nghĩa với cái chết.
sắc mặt hắn ta thay đổi liên tục, cuối cùng mới nghiến răng nói, tôi nhận thua. Dứt lời, hắn ta đưa một tấm thẻ tạc bằng đầu lâu cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận thấy tấm thẻ ấy, cảm giác được có một con tiểu quỷ bị phong ấn bên trong tấm thẻ. Con tiểu quỷ này lúc hiện lúc ẩn, khá yếu ớt. Lúc này Đường Băng Vân mới phất tay, có hai người chạy đến, lôi người Đông Nam Á kia ra ngoài. Hắn ta bị chặt đứt một cánh tay mới được rời khỏi đây. Tiền Lương cũng vừa đi ra, anh ta cười nói, anh Ngô quả là cao tay, ban nãy tôi còn lo rằng hắn sẽ thắng 5 tỷ, giờ thì tốt quá, kiếm được 5 tỷ rồi. Đoạn, Tiền Lương cười nói với Đường Băng Vân, cô cả, theo quy mô sòng bạc, ai làm việc sẽ nhận được phần lớn thu nhập. Chúng ta thắng được 5,4 tỷ của người La Sát, tính theo 60% thì là 3,24 tỷ. Đường Băng Vân gật đầu, cười bảo, anh chuyển tiền cho anh Ngô đi. Vâng, Tiền Lương vội vàng đáp. Ngô Bình hỏi, thế còn bạc người La Sát đâu rồi? Tiền Lương trả lời, tôi đã cho người mời hắn vào trong rồi. Chắc chắn sau lưng hắn có kẻ sai khiến, phải làm rõ. Ngô Bình gật đầu, không nói gì. Sau đó họ lần lượt lên các tầng trên để kiểm tra, có tầng là trọi gà, có tầng trọi dế, có tầng dành riêng cho bài hoa bán đảo, có tầng thì cược cờ vây. Ngô Bình nhìn qua một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, mới lên tầng 88. Tầng 88 là sòng bạc đỉnh cấp, hầu hết người chơi ở đây đều là ông chủ lớn, gần một nửa là khách trong nước. Thông qua cờ bạc, họ sử dụng mạng lưới tài chính khổng lồ và phức tạp của Đường Môn để chuyển tiền một cách hợp pháp đến các tài khoản chỉ định. Tầng 88 không đông người, trông như một buổi tiệc vậy. Bên trong chỉ có mấy người ông chủ và các cô gái xinh đẹp. Đa số họ đều đang tán gẫu, trông nhàn hạ và vui vẻ. Quản lý tầng 88 là một cô gái xinh xắn trẻ trung, mặc đầm trễ vai màu đen, đang trò chuyện cười đùa với các ông chủ lớn. Thấy Ngô Bình và Đường Băng Vân, nữ quản lý vội vàng tiến đến, cung kính chào cô cả. Đường Băng Vân gật đầu, giới thiệu Tiểu Y. Đây là Ngô Bình vị hôn phu của tôi. Ngô Bình, đây là Y Mạt, quản lý tầng này. Y Mạt cười nói, chào anh Ngô. Ngô Bình đáp lại, chào quản lý Y. Khách đến đây đều là khách quen à? Y Mạt vội trả lời, anh Ngô, có vài vị khách bán đảo là khách lạ, nhưng đều được khách quen giới thiệu đến. Lời vừa dứt, Ngô Bình đột nhiên biến sắc. Anh nhận thấy cả tầng lầu đã rơi vào huyễn trận, còn là huyễn cảnh nhiều tầng. Anh không vạch trần. Chỉ nhẹ nhàng nói, được, tôi biết rồi. Cô đi tiếp khách đi. Quản lý Y Mạt vừa rời đi, anh liền nhỏ giọng hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, phát giác được chứ? Đường Băng Vân tò mò hỏi, phát giác gì cơ? Ngô Bình đáp khẽ tầng 88 bị người ta bày huyễn trận, còn là huyễn trận 3 tầng. Phiến ngọc và ngọc bội đều có ghi chép về huyễn trận, vì tò mò nên anh từng nghiên cứu. Song Đường Băng Vân lại không hiểu biết nhiều về chúng nên rất đỗi ngạc nhiên, có cả huyễn trận 3 tầng ư. Ngô Bình gật đầu, huyễn trận 3 tầng là huyễn trận cao cấp. Nó tương tự mộng cảnh nhiều tầng, cô nằm mơ, trong mơ lại mơ thấy mình đang nằm mơ, đây là mộng cảnh 2 tầng điển hình. Nghe anh giải thích như vậy, Đường Băng Vân hiểu ra ngay. Cô ấy chau mày, anh biết ai đã bày huyễn trận không? Ngô Bình đáp, chưa rõ, nhưng tôi sẽ tóm được kẻ đó. Đường Băng Vân hơi lo lắng, mọi người đều đã ở trong huyễn cảnh. Một khi xảy ra chuyện thì danh tiếng Đường Lâu sẽ bị hủy hoại. Ngô Bình vỗ vai cô ấy, yên tâm đi, huyễn trận vẫn chưa chính thức bắt đầu. Để tôi đi tìm kẻ đó, cô đứng đây chờ tôi nhé. Dứt lời, anh đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa quan sát những người bên cạnh. Đám người này đã ở trong huyễn cảnh mà không hề hay biết, vẫn vui vẻ tán gẫu, bàn đại sự. Chẳng bao lâu sau, anh đã dừng bước. Anh nhìn thấy có ba người đàn ông đứng nhả khói bên ngoài khu vực hút thuốc. Khu vực hút thuốc được thiết kế nửa kín và trang bị quạt hút công suất lớn, khói sẽ được hút và thải ra ngoài. Nhưng ba kẻ này lại cố tình đứng hút bên ngoài, khói thuốc nồng nặc. Ngô Bình vừa nhìn đã nhận ra trong khói mà họ nhả ra có chứa thứ thuốc gì đó, nên khói này là thành phần quan trọng tạo nên huyễn trận. Có nó, huyễn thuật mới được kích hoạt. Anh lập tức tiến lại gần, cười hỏi, mời ba vị vào khu vực hút thuốc. Hút ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến các khách khác. Ba kẻ này là người bán đảo Nam, một tên tóc xoăn trong số chúng hử giọng, sao, hút thuốc thôi cũng không được à? Dịch vụ của các người kém thế. Tiếng viêm long của tên này không chuẩn, còn rất hượng, nhưng thái độ thì hống hách vô cùng. Ngô Bình nói nhẹ tênh, tôi lặp lại lần nữa. Có thể hút thuốc, nhưng phải hút ở khu vực cho phép. Tên ấy cười hề hề, tôi cứ hút ở đây đấy,
anh làm gì được tôi? Chương 444, chú phá trận. Dầm. Lời vừa dứt, Ngô Bình đã đạp tên ấy vào khu vực hút thuốc. Hai tên còn lại cả kinh, lập tức ra tay. Nhưng đứng trước mặt đại tông sư như Ngô Bình, bọn chúng như trẻ lên ba vậy, chỉ vài đòn thôi đã ngã rạp xuống đất. Ba kẻ ấy thấy yếu ớt vô cùng, nằm trên sàn, không động đậy nổi. Ngô Bình khom người nhặt ba điếu thuốc lên, dập lửa rồi ném vào sọt rác. Sau đó anh lắc tay phải, đọc một đoạn chú. Tên tóc xoăn đang nằm dưới đất lập tức mơ màng và bị thôi miên. Ngô Bình hỏi, kẻ cầm đầu của các người là ai? Tên tóc xoăn chỉ về bên trái ở phía trước, trả lời, người béo béo mặc âu phục đen kia là thủ lĩnh của chúng tôi. Anh quét mắt nhìn, quả nhiên phát hiện một gã béo ở đó. Gã béo mặc âu phục đen kia cũng đang nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương cười khẩy, có vẻ chẳng hề sợ bị Ngô Bình vạch trần thân phận. Ngô Bình tha cho đám người này, sải bước đi đến chỗ gã béo kia. Gã béo vẫn đứng yên, tựa như không hề đặt Ngô Bình vào mắt. Đến khi khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn chưa đầy 2 mét, gã mới chậm rãi cất lời, cậu có nhãn lực, nhìn ra được huyễn thuật của tôi. Có điều đã quá muộn rồi, huyễn thuật vừa được kích hoạt, tất cả những người ở đây đều phải chết. Ngô Bình nhìn gã, anh muốn giết chết tất cả. Gã béo mỉm cười, nếu toàn bộ những người ở tầng 88 đều chết hết, chắc chắn sau này sẽ không còn ai dám đến đường lâu nữa nhỉ. Ngô Bình khẽ thở dài, dù là cạnh tranh thì cũng không nên ra đòn tàn nhẫn đến vậy chứ. Ở đây toàn là giới nhà giàu, các người mà giết họ thì cũng không có đường lui. Ai bảo là không có chứ, gã béo bật cười, tôi sẽ để lại vài nhân chứng sống. Bọn họ sẽ bảo rằng đã tận mắt nhìn thấy người của đường lâu giết chết khách, có liên quan gì đến chúng tôi đâu. Ngô Bình cau mày, anh nhất định phải ra tay. Xin lỗi, lấy tiền rồi thì phải làm việc cho người ta thôi. Tôi sẽ sắp xếp để cậu biến thành hung thủ nhé. Cậu thấy sao, gã béo mỉm cười lạnh lùng và nham hiểm. Ngô Bình khẽ thở dài, anh tự tin quá, xem thường tôi quá rồi. Gã béo cười ha hả, ngay sau khi tiếng cười của gã vang lên, Ngô Bình cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu biến dạng, điều này có nghĩa huyễn trận đã được khởi động. Ngô Bình đanh mặt, tay làm ấn, âm thanh như tiếng chuông đồng phát ra từ miệng. Khi sóng âm nhấp nhô dao động, không gian méo mó dần trở về trạng thái ban đầu. Nụ cười trên mặt gã béo cũng biến mất, thay thế bằng vẻ hoảng sợ tột cùng. Cậu! Rắc! Ngô Bình đạp gãy đầu gối gã. Đối phương gào lên thảm thiết, quỳ sụp xuống sàn. Ngô Bình nghiêm mặt nói, chỉ với huyễn thuật còn con ấy mà đã muốn giết tôi. Anh xem thường đại tông sư tiên thiên quá rồi. Đại tông sư tiên thiên có quyền ý rất mạnh, huyễn thuật này khó có thể ảnh hưởng được anh. Huống chi Ngô Bình còn là cao thủ huyễn thuật, phá giải huyễn trận của đối phương là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói, được ai sai đến, anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép chống cự. Vẻ huênh hoang ban nãy của gã béo đã không còn, gã dầu dĩ đáp, là Vu Vương. Ngô Bình cười khẩy, lại là Vu Vương. Gã béo vội vã cầu xin, xin cậu tha cho tôi một lần, tôi có thể cho cậu lợi ích. Ngô Bình nhìn gã, anh đã dùng huyễn thuật lừa được nhiều tiền lắm rồi nhỉ. Gã béo đáp ngay, phải, tôi có tiền, chỉ cần cậu tha cho tôi. Gã vừa dứt lời thì bỗng ngửi được mùi thơm, sau đó ý thức trở nên mơ hồ. Rồi gã nhìn thấy ngón tay của Ngô Bình dao động trước mắt, ý thức tự chủ của gã đã bị áp chế hoàn toàn. Ngô Bình thôi miên người này nhanh như chớp, đoạn hỏi chuyện, có phải anh đã lừa rất nhiều tiền nhờ huyễn thuật không? Gã béo đờ đẫn trả lời, đúng vậy, lừa được rất nhiều tiền. Ngô Bình gật đầu, chuyển toàn bộ tiền của anh vào tài khoản này. Nói đoạn, anh đưa tài khoản của công ty ái gì cho gã. Gã béo nói, tài khoản đang có 8 tỷ 500 triệu đô. Tôi sẽ cho người chuyển ngay. Rồi gã bắt đầu gọi điện. Tài khoản của Ngô Bình liên tục nhận được chuyển khoản từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tiền gửi qua ngân hàng đã tự động chuyển thành tiền Viêm Long, tổng cộng khoảng 56 tỷ. Vừa nhận tiền, anh vừa hỏi, còn tài sản nào khác đứng tên anh không? Gã béo đáp có. Tôi có gửi một số thứ ở ngân hàng Bắc Âu, trị giá 8, 9 tỷ euro. Ngô Bình gật đầu rồi vẫy tay với Đường Băng Vân. Cô ấy rảo bước đến, hỏi anh, sao vậy? Ngô Bình giải thích đơn giản. Đoạn bảo, Băng Vân, đưa người này xuống đi, trông chừng kỹ vào, sau này tôi còn dùng đến. Con cừu béo thế này, dĩ nhiên anh không thể bỏ qua dễ dàng. Đường Băng Vân bảo thuộc hạ đưa gã béo và ba tên kia đi. Khách ở tầng 88 vẫn không hề biết mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan.
Nếu không nhờ có sự xuất hiện của Ngô Bình thì hầu hết họ đã chết ở đây rồi. Sau khi bọn chúng được đưa đi, Đường Băng Vân mới căm phẫn nói, tên Vu Vương đó ác độc thật đấy. Chúng ta không thể bỏ qua được. Dĩ nhiên rồi, Ngô Bình đáp, tối nay tôi sẽ tìm Vu Vương. Đường Băng Vân kinh ngạc, anh muốn gặp Vu Vương. Không được, tu vi của người này rất cao, anh đi một mình sẽ nguy hiểm lắm. Ngô Bình bảo, cô yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện mà mình không chắc chắn. Đường Băng Vân trừng mắt, tóm lại, anh không được tự đi. Ngô Bình bất lực nói, được rồi, nếu tôi đi thì nhất định sẽ gọi cô theo. Thế đã được chưa? Bây giờ đã hơn 10 giờ tối, anh đi kiểm tra một vòng khắp nơi rồi về phòng làm việc nghỉ ngơi. Nhân lúc rỗi rãi, anh lấy tấm thẻ đầu lâu ra, ngẫm nghĩ một lúc rồi đọc một đoạn chú. Một luồng khói xám lập tức bay ra, hóa thành một hình người mờ mờ, chính là tiểu quỷ. Mơ mơ hồ hồ, tiểu quỷ này để hai chỏm tóc, dáng vẻ cũng rất đáng yêu, chắc là bé gái. Ngô Bình hỏi, nhóc con, sao lại bị người ta khống chế vậy? Cái bóng xám hơ cả hai tay nhưng Ngô Bình không hiểu, bèn ngắt lời nó ngay, nhóc con yếu ớt quá. Bây giờ tao sẽ dạy cho mày một bộ cố hồn, có muốn học không? Nhóc con ấy gật đầu lia lịa, đoạn quỳ xuống dập đầu với Ngô Bình. Rất rõ ràng, tuy tiểu quỷ còn nhỏ nhưng trí tuệ không kém người thành niên. Ngô Bình gật đầu rồi truyền ngay cho nó một bộ chỉ chú cố hồn. Nhóc con học rất nhanh, lập tức trở vào tấm thẻ để tu luyện. Lát sau, Đường Băng Vân xuất hiện, cả hai trò chuyện một lúc, đến 11 giờ rưỡi, Song Bạc và tiệm cầm đồ lần lượt đóng cửa. Đường Lâu xem như vượt qua được ngày đầu tiên. Diệp Thần được gọi đến phòng làm việc, cậu ấy háo hức hỏi Ngô Bình, cậu chủ, bao giờ chúng ta đi ạ? Ngô Bình, bây giờ đi. Ở lại nhé, Băng Vân, có chuyện gì thì nhớ gọi ngay. Đường Băng Vân gật đầu, ừ, hai người đi đi. Hai người họ rời khỏi Đường Lâu, Đường Băng Vân cử tài xế đưa Ngô Bình và Diệp Thần đi. Diệp Thần ở nhà thuê, đi nửa giờ là đến nơi. Đó là một khu nhà cũ, ở đây không có nhiều chỗ đỗ xe, họ dừng xe ở ngay trước khu nhà, đi bộ đến chung cư. Vừa đi đến cánh cổng sắt của tòa nhà chung cư, Diệp Thần đã dừng lại rồi nhìn chằm chằm phía trước. Một người đàn ông mặc kình trang màu đen đang đứng trước cổng chung cư. Thấy Diệp Thần xuất hiện, người nọ cất tiếng, Diệp Thần, sư phụ tôi đang chờ ở trên tầng. Diệp Thần giận dữ hỏi, đang ở nhà tôi. Người mặc kình trang đen nhẹ nhàng đáp, đừng sợ. Sư phụ tôi sẽ không làm tổn hại đến Diệp Vũ Hân, còn mời một bác sĩ nổi tiếng đến chữa trị cho cô bé. Chúng tôi không cần, Diệp Thần lạnh lùng nói, nhìn đối phương với vẻ căm hận. Người mặc kình trang đen cau mày, Diệp Thần, đừng không biết điều như thế. Sư phụ tôi xem trọng cậu là phúc của cậu, đó là cơ hội mà người khác cầu mong còn chẳng được. Hiểu chưa? Cút, Diệp Thần lạnh lùng nói, mắt lóe sáng như thú dữ. Người mặc kình trang đen nổi giận. Tôi đã nể mặt cậu rồi mà còn sắc sược. Nói đoạn, người nọ sải mấy bước rồi vồ về phía Diệp Thần. Thực lực của người này rất mạnh, dưới cái chộp tay của ông ta là vô vàn những sự biến hóa, dù Diệp Thần có giỏi đến mấy cũng không thể né được. Đúng lúc này, có một cái tay thò ra rồi đập nhẹ lên phía trước, người kia tránh nhanh đi như diện, sau đó ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi hỏi cậu là ai? Ngô Bình, Diệp Thần là người của tôi. Người đó cười lạnh nói, người của cậu. Cậu có biết Diệp Thần đã được sư phụ tôi chọn rồi chưa? Ngô Bình bình thản đáp, sư phụ ông là tiểu võ Hoàng Trịnh Luân chứ gì? Người kia ngẩn ra, cậu biết rồi ư? Ngô Bình, ông ta đang ở tầng trên hả? Người đàn ông, đúng vậy. Ngô Bình nói, tốt, để tôi lên gặp ông ta. Người đàn ông cười lạnh, gặp sư phụ tôi. Cậu chưa đủ tư cách đâu. Quỳnh, ông ta vừa nói dứt câu thì Ngô Bình đã tung một quyền ra, cùng là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Nhưng thực lực của Ngô Bình lại mạnh hơn ông ta nhiều. Người này chỉ thấy mắt mình hoa lên, người thì bị đánh bay, không hề có lấy một cơ hội phản kháng. Sau khi ngã xuống đất, ông ta hộc máu rồi mất hết lực chiến đấu. Ngô Bình mặc kệ ông ta rồi đi lên tầng trên cùng Diệp Thần. Nhà Diệp Thần ở tầng 6, khi hai người lên đến nơi thì thấy cửa mở toang, có một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, đó chính là tiểu võ Hoàng Trịnh Luân. Có một cô bé chừng 10 tuổi đang ngồi cạnh ông ta, cô bé rất xinh, nhưng có vẻ yếu ớt, người thì gầy gò. Cạnh đó nữa đang có một người đàn ông trung niên bắt mạch cho cô bé. Người này để ba chòm râu, dáng người không cao, đầu nhọn, mặt tròn, mắt híp. Ngô Bình quan sát cách ông ta bắt mạch thì biết ngay là người cùng nghề.
Trịnh Luân nhìn ra cửa, khi thấy Ngô Bình đứng sau lưng Diệp Thần thì ông ta không khỏi cau mày rồi hô to, Ngô Bình. Ngô Bình đi vào phòng khách rồi đóng cửa lại, cười nói, chú Trịnh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trịnh Luân nhìn Ngô Bình rồi lại nhìn sang Diệp Thần, sau đó nhăn mặt hỏi, sao cậu lại đến đây? Ngô Bình cười đáp, Diệp Thần mời tôi tới để chữa bệnh cho em gái cậu ấy. Trịnh Luân cau mày, cậu còn biết chữa bệnh ư? Ngô Bình, biết sơ sơ thôi. Trịnh Luân ừm một tiếng, trùng hợp quá. Tôi cũng đã mời một bác sĩ ở Giang Bắc đến, chính là ông Vạn Phùng Xuân đây, ông ta đang khám cho Diệp Vũ Hân rồi. Ngô Bình quan sát Diệp Vũ Hân thì thấy cô bé rất gầy yếu, vì trúng một chất độc có dược tính chậm nên chất độc đã gây tổn hại đến hầu hết các bộ phận trong cơ thể, cô bé có thể sống đến ngày hôm nay quả là kỳ tích. Ngô Bình nói, không sao, cứ để bác sĩ Vạn khám trước. Vạn Phùng Xuân đang híp mắt thì mở to ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, hỏi cậu là Ngô Bình. Ngô Bình, đúng. Vạn Phùng Xuân, chính cậu đã chữa bệnh cho Triệu Trụ Quốc đúng không? Nghe thấy thế, Ngô Bình mới nhớ ra lần trước nhà họ Triệu đã mời bác sĩ Vạn này tới khám, nhưng lúc ấy Vạn Phùng Xuân đang chuẩn bị thuốc nên đến muộn. Chờ khi ông ta đến nơi, chuẩn bị khám cho Triệu Trụ Quốc thì nghe tin có người tên Ngô Bình đã chữa khỏi cho Triệu Trụ Quốc rồi. Chuyện này khiến Vạn Phùng Xuân rất bực mình, vì thế ông ta đã ghi nhớ cái tên Ngô Bình trong đầu. Đúng, Ngô Bình không phủ định. Vạn Phùng Xuân chợt thu tay lại rồi đứng lên, sau đó lườm anh, cậu có hiểu quy tắc trong giang hồ không? Ngô Bình tỉnh bơ đáp, quy tắc gì? Vạn Phùng Xuân hừ lạnh nói, Triệu Trụ Quốc vốn là bệnh nhân của tôi, ai cho cậu được phép chen ngang hả? Ngô Bình cười lạnh, Vạn Phùng Xuân, tôi nghe danh của ông đã lâu, người ta bảo con người ông vô liêm sỉ lắm, giờ được gặp tôi mới thấy đúng là vậy. Vạn Phùng Xuân nổi đóa, cậu nói gì? Ngô Bình hừ lạnh nói, khi ấy... Triệu Trụ Quốc như ngọn đèn dầu sắp cạn, tôi chỉ chữa trị muộn vài tiếng nữa thôi mà ông ta đã mất rồi, dù ông có giỏi đến mấy thì có thể cải tử hoàn sinh được không? Nghe thấy thế, Vạn Phùng Xuân cười lạnh, dù ông ta có chết thì cũng là bệnh nhân của tôi. Ai cho cậu chen chân vào hả? Ngô Bình lắc đầu, lương y như từ mẫu, ông vì chút lợi nhuận mà không màng tới tính mạng của bệnh nhân, loại cặn bã như ông không xứng làm trong ngành y. Hỗn lão, Vạn Phùng Xuân tức run lên. Loại tôm tép như cậu mà dám lên mặt dạy đời tôi ư. Ngô Bình hừ nói, tôi không thèm so đo với ông, mau biến khỏi đây ngay. Cậu, Vạn Phùng Xuân tức hộc máu, ngón tay chỉ vào Ngô Bình còn đang run rẩy. Trịnh Luân sầm mặt, sau đó tiến lên đứng chắn trước mặt Vạn Phùng Xuân, cậu Ngô, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Bác sĩ Vạn do tôi mời tới, sao cậu mất lịch sự vậy? Ngô Bình mặc kệ Trịnh Luân rồi cười phá lên. Suýt nữa thì tôi quên mất lão già cặn bã này là do chú mời tới, xin lỗi nhé. Trịnh Luân bình thản nói, Ngô Bình, tôi đang có chút việc ở đây, mong cậu đừng can thiệp. Ngô Bình cười nói, chú Trịnh, chuyện này liên quan đến Diệp Thần cơ mà. Trịnh Luân nhìn anh, đúng, thế nên tôi mới bảo cậu đừng dính vào. Phải dính chứ, Ngô Bình nghiêm túc nói, giờ Diệp Thần là người của tôi rồi mà. Sau đó, anh hỏi Diệp Thần, đúng không? Diệp Thần trả lời ngay, dạ đúng ạ, thưa chủ nhân. Nghe thấy Diệp Thần gọi Ngô Bình là chủ nhớ, Trịnh Luân nổi điên, cái gì? Để thu phục và khiến Diệp Thần tận tâm trung thành với mình, Trịnh Luân đã mất bao công sức, ai dè Ngô Bình lại chen ngang rồi cướp mất thành quả của ông ta, thể ai mà chịu cho được. Ngô Bình bình tĩnh nói, chú đừng ngạc nhiên, Diệp Thần đi theo tôi vì tôi đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho em gái cậu ấy. Vạn Phùng Xuân cười lạnh nói, cô bé trúng chất độc có dược tính chậm, cậu mà đòi chữa được ư. Ngô Bình, được chứ, chỉ có loại vô dụng như ông mới phải bó tay thôi. Vạn Phùng Xuân nổi đóa, oát con, ngông nghênh vừa thôi. Nếu tôi chữa được thì cậu tính sao? Ngô Bình cười nói, nếu thế thì ông muốn làm gì tôi thì làm. Vạn Phùng Xuân sáng mắt lên, được, lát tối sẽ bắt cậu quỳ xuống dập đầu rồi tự chặt tứ chi. Ngô Bình tắc lưỡi nói, chặt đứt tứ chi, mang tiếng là bác sĩ mà sao ác thế, tôi thì khác, nếu ông không chữa khỏi cho Diệp Vũ Hân được thì tôi chỉ lấy cái túi xanh trên người ông thôi. Vạn Phùng Xuân sững sờ rồi vô thức che bên thắt lưng phải lại. Ông ta đeo một cái túi da thú ở đó, đấy là vật cổ mà ông ta lấy được từ một năm trước, bên trong có ba tờ giấy dầu chi chít chữ. Tiếc là những chữ viết ấy rất lạ nên ông ta không đọc được. Xong. Dẫu sao Vạn Phùng Xuân cũng là một thần y nên có con mắt khá tinh tường. Ông ta thấy chiếc túi này không bình thường nên luôn mang theo bên người để tiện nghiên cứu. Thấy ông ta có phản ứng như vậy,
Ngô Bình cười nói, lo gì chứ, tôi nghe nói ông có một cái túi xanh mà. Vạn Phùng Xuân thả lỏng tay, sau đó ngẫm nghĩ rồi cười lạnh nói, được, tôi đồng ý. Ngô Bình, chất độc mà Diệp Vũ Hân chúng chỉ mất một tiếng là giải được thôi. Tôi cho ông thêm một tiếng nữa là hai tiếng, nếu ông không làm được thì phải ngoan ngãn đưa cho tôi cái túi kia rồi biến ngay. Vạn Phùng Xuân hừ mạnh nói, nếu tôi mà chữa được thì cậu phải quỳ xuống rồi tự chặt tứ chi. Được, Ngô Bình nhún vai, sau đó ngồi lên chiếc sofa ở phía đối diện, bắt đầu đi. Trịnh Luân rất cảnh giác khi Ngô Bình xuất hiện ở đây, ông ta nói, Ngô Bình, cậu bảo Diệp Thần là người của cậu. Nhưng tôi đã nhận cậu ấy làm đệ tử từ rất lâu rồi. Ngô Bình cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, chú đã nhận cậu ấy làm đồ đệ rồi ư. Anh nhìn Diệp Thần rồi hỏi, Diệp Thần, có chuyện ấy không? Diệp Thần đáp, không ạ thưa chủ nhân, tôi không phải đệ tử của ông ta cũng không phải sư phụ của tôi. Trịnh Luân nổi giận mắng, Diệp Thần, con hãy nghĩ cho kỹ. Diệp Thần nhìn thẳng vào Trịnh Luân rồi nghiến răng nói, ông hại em gái tôi ra nông nỗi này mà còn dám nhận là sư phụ của tôi à? Trịnh Luân vẫn tỉnh bơ nói, Diệp Thần, ta không biết con đang nói gì, bệnh của em gái con thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ thấy con có thiên bẩm tốt nên mới thu nhận làm đệ tử thôi. Diệp Thần tức giận nói, ông khỏi cần giải thích, là ông làm, người ấy không thể lừa tôi được. Trịnh Luân híp mặt lại, người ấy là ai? Ai dám nói vậy với con? Ông không cần biết, Diệp Thần lạnh giọng nói. Ngô Bình thở dài, chú Trịnh, sao chú lại làm thế? Nhận đệ tử thì cứ nhập, hà cớ gì lại hại em gái người ta? Trịnh Luân nổi điên, vớ vẩn. Ngô Bình đập bàn, to gan. Trịnh Luân ngẩn ra, ông ta đã ở cảnh giới nhân tiên, còn Ngô Bình mới chỉ ở cảnh giới tiên thiên mà thôi, vậy mà dám ăn nói với ông ta như vậy ư? Lẽ nào có cao thủ nào đó chống lưng cho anh? Dẫu sao Trịnh Luân cũng là tiểu võ hoàng. Tuy có điều nghi vấn trong đầu, nhưng ông ta vẫn bình thản như thường, Ngô Bình, cậu dám to tiếng với tôi à? Ngô Bình cười lạnh nói, Trịnh Luân, tôi gọi ông là chú là rất nể mặt ông đấy, nhưng ông không biết điều. Ông chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở cảnh giới nhân tiên thôi, với tôi thì chưa là gì đâu, có tin tôi chỉ nói một câu là ông chết ngay không? Trịnh Luân nghệt mặt ra, càng thêm chắc chắn có cao thủ chống lưng cho Ngô Bình. Ông ta dựng lông mày lên nói, oát con! Cậu nói gì thế hả? Dám uy hiếp tôi ư? Ngô Bình nhìn thẳng vào ông ta, Trịnh Luân, tôi đếm đến 10, ông biến ngay, không thì đừng có trách tôi là ác. Nói đến đây, Ngô Bình cầm một tờ bùa sát sinh. Đây là một trong 3 lá bùa mà Đông Hoàng đã trao đổi với anh, nó có thể giết được tu sĩ địa tiên nên xử lý Trịnh Luân dễ như trở bàn tay. Trịnh Luân căng cứng người rồi phóng thần niệm ra lục tìm xung quanh thì không có phát hiện gì, lẽ nào tên này đang lừa ông ta? Ngô Bình đã bắt đầu đếm. 10, 9. Anh đếm rất nhanh, sát ý dâng lên ngày càng mãnh liệt. Khi Ngô Bình đếm đến 4, Trịnh Luân chợt đứng dậy rồi hừ mạnh nói, tôi không thèm so đo với cậu, dứt lời, ông ta đi ra ngoài. Ông ta bước nhanh xuống dưới tầng. Thấy thế, Vạn Phùng Xuân đần mặt ra, chuyện gì thế này? Tiểu võ hoàng mà phải sợ thằng danh này ư? Chương 446, phương thuốc trong chiếc túi xanh. Việt. Ngô Bình nhìn Vạn Phùng Xuân rồi nói, đần ra đó làm gì, mau chữa tiếp đi, ông có 2 tiếng thôi đấy. Vạn Phùng Xuân nghe xong thì lại tập trung vào việc của mình. Diệp Thần kinh ngạc hỏi, chủ nhân, sao Trịnh Luân lại đi mất ạ? Cậu ấy biết Trịnh Luân có thực lực cao hơn Ngô Bình, lẽ ra ông ta không phải bỏ đi mới phải. Ngô Bình cười nói, tôi đã dám trở mặt với ông ta thì đương nhiên có cách để giết ông ta. Thật ra, tôi không làm vậy đâu, mà để dành cho cậu. Để dành cho tôi, Diệp Thần ngẩn ra. Ngô Bình gật đầu, đúng, chỉ cần cậu đủ mạnh thì chưa tới 3 năm nữa là có thể đánh bại ông ta dễ dàng. Diệp Thần nghệt mặt, 3 năm ạ. Ngô Bình, đúng, thế thôi. Diệp Thần hít sâu một hơi, cảm ơn chủ nhớ. Ngô Bình cười nói, mấy ngày tới, cậu hãy chuyên tâm tu luyện công pháp mà tôi truyền cho. À, đón em gái cậu đến đường lâu đi, ở đó có khách sạn. Vâng, Diệp Thần gật đầu. Còn Vạn Phùng Xuân thì đang cố hết sức chữa trị cho Diệp Vũ Hân trước sức ép vô tận. Xong, khi chữa được khoảng nửa tiếng, trán ông ta đã mướt mồ hôi, vì ông ta phát hiện chất độc này rất kỳ lạ, nó sẽ thay đổi theo nồng độ chất độc trong máu. Nói cách khá là chất độc này sẽ luôn luôn thay đổi trước một giây khi tiếp xúc với thuốc giải, thế thì giải kiểu gì đây? Vạn Phùng Xuân chật vật cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đánh bỏ cuộc,
Ông ta thở dài ngao ngán rồi chán nản nói, tôi không chữa được. Ngô Bình cười cợt, đồ vô dụng, có tí độc mà cũng không giải nổi, thế mà cũng đòi làm thần y à. Vạn Phùng Xuân tái mặt rồi không nhịn được phản bác, không ai có thể giải được chất độc này đâu. Thế ư, để tôi cho ông mở mang tầm mắt, nói rồi, Ngô Bình đi tới cạnh Diệp Vũ Hân, cầm tay trái của Diệp Vũ Hân đặt lên mi tâm của cô bé rồi truyền chân khí màu tím vào. Sức mạnh được hình thành sau 3 lần lột xác của thần cơ có hiệu quả trừ độc rất tốt, thêm chân khí màu tím nữa thì chất độc trong người cô bé phải đầu hàng ngay. Vài chục phút sau, tất cả chất độc đã bị ép sang tay trái của Diệp Vũ Hân, bàn tay của cô bé vừa đen vừa sưng to. Ngay sau đó, Ngô Bình thả thần cơ ra, nó bò tới mu bàn tay của Diệp Vũ Hân rồi cắn một lỗ, tiếp đó thì hấp thu hết chất độc. Vài phút sau, Diệp Vũ Hân đã thấy khỏe trở lại, tất cả chất độc đều bị loại trừ. Ngô Bình lại dùng chân khí màu tím để điều hòa cơ thể cho cô bé. Thấy thế, Vạn Phùng Xuân chấn đồn nói, đó là gì? Nó có thể giải độc ư? Ngô Bình không thèm để ý đến ông ta, sau đó viết một đơn thuốc rồi đưa cho Diệp Thần, nhớ mua thuốc rồi cho Diệp Vũ Hân uống nửa tháng, cô bé sẽ khỏe lại như bình thường. Diệp Thần mừng rỡ, vội vàng nhận lấy đơn thuốc rồi nói, cảm ơn chủ nhân. Lúc này, Ngô Bình mới nhìn sang Vạn Phùng Xuân rồi nói, đưa cái túi xanh đây. Vạn Phùng Xuân hậm hực, nhưng dám chơi dám chịu, ông ta cắn răng rồi lấy chiếc túi da thú ra rồi để lên bàn, sau đó quay người bỏ đi. Vạn Phùng Xuân là một cao thủ cảnh giới thần, nhưng khi đứng trước mặt Ngô Bình thì chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Vạn Phùng Xuân đi rồi, Ngô Bình nhìn ngó xung quanh rồi hỏi, Diệp Thần, đây là nhà thuê à? Diệp Thần gật đầu, vâng, tôi thuê được nửa năm rồi. Ngô Bình nói, thế dọn đồ đi, chúng ta đi thôi. Nói là dọn đồ nhưng hai anh em Diệp Thần cũng không có nhiều đồ lắm, Diệp Thần dọn qua loa những thứ cần thiết cho vào hộp rồi tất cả cùng đi xuống dưới. Họ lên xe rồi quay lại đường lâu, giờ đã tờ mờ sáng, Diệp Thần và Diệp Vũ Hân sóng ở phòng dành cho khách tại đường lâu. Đường Băng Vân vẫn chờ Ngô Bình, cô ấy đã sai người chuẩn bị đồ ăn và rượu. Cô ấy rót rượu cho Ngô Bình, sau đó nâng chén mời rồi cười nói, hôm nay anh lập công lớn nhất, em mời anh một chén. Hai người uống cạn chén rượu, Ngô Bình nói, em đã thua trong vụ cá cược lần trước. Theo thỏa thuận thì em phải làm cho anh một việc. Đường Băng Vân chợt căng thẳng, sau đó cắn môi hỏi, thế anh muốn em làm gì? Ngô Bình lấy điện thoại ra rồi nói, chơi trò chơi với anh. Đường Băng Vân ngẩn ra, sau đó trừng mắt lườm anh. Ngô Bình cười khà khà, đùa thôi mà, yêu cầu của anh thì từ từ đã. Giờ chúng ta bàn chuyện chính, em là vợ sắp cưới của anh rồi. Thế em có biết thân phận của anh không? Ngô Bình nhìn anh có thân phận nào khác à? Ngô Bình nói, ví dụ tôi ông nội anh là Lý Vân Đầu của Vân Đông. Nhà họ Lý ở Vân Đông ư, Đường Băng Vân trợn tròn mắt. Ngô Bình gật đầu, vì thế, chúng ta phải bàn xem nếu anh gia nhập Đường Môn thì hai nhà Lý Đường sẽ có ảnh hưởng gì? Đường Băng Vân ngẫm nghĩ rồi nói, thân phận này của anh chắc chưa công bố với bên ngoài đúng không? Ngô Bình, ông bảo muốn bảo vệ anh. Đường Băng Vân cũng biết một chút về nhà họ Lý, gia sản của ông anh chủ yếu ở Đông Nam và Cảng Thành, Đường Môn luôn muốn cắm rễ ở Đông Nam Á và Cảng Thành, hai bên có thể hợp tác. Ngô Bình, đây cũng là điều mà tôi đang nghĩ. Anh đã nói chuyện với ông rồi, ông có rất nhiều khu nông nghiệp, khoáng sản và ngân hàng cùng công trường ở các nước thuộc Đông Nam Á, nhưng người dân ở đó không thích người Viêm Long mình đâu. Ví dụ như vụ cướp mấy năm trước, ông anh đã tổn thất nặng nề. Bao nhiêu cây trồng và ngân hàng đều bị cướp sạch. Anh đang nghĩ nếu kết hợp thêm với sức mạnh của Đường Môn thì hai bên sẽ cùng có lợi. Đường Băng Vân gật đầu, ý này hay, đến lúc đó, tôi sẽ bảo ông em giao việc ở Đông Nam Á cho em quản lý, như thế hai ông cháu anh hợp tác cũng dễ hơn. Ngô Bình, nhưng vấn đề là Đường Môn đang rất loạn, anh muốn biết khi nào sẽ ổn định lại. Nhắc đến chuyện này, Đường Băng Vân chỉ biết thở dài, nói thật thì em cũng không rõ. Hai người ngồi uống đến hơn 3 giờ sáng rồi mới về phòng nghỉ. Đây là phòng sang trọng nhất trong khách sạn của Đường Lâu, diện tích lên đến hơn 1.000 mét vuông, Ngô Bình và Đường Băng Vân đều ở đây, nhưng mỗi người một phòng ngủ. Đường Băng Vân về phòng mình, còn Ngô Bình lấy cái túi xanh rồi mở ra, bên trong có 3 tờ giấy dầu. Anh mở ra xem thì thấy nó to như tờ A2, bên trên chi chít chữ, toàn là cổ văn. Anh chăm chú nghiên cứu, khi mới đọc được một nửa, Ngô Bình đã sáng mắt lên rồi lẩm bẩm, phương thuốc ư. Anh đọc tiếp, khi đọc xong thì biết nó đúng là một phương thuốc, nội dung rất chi tiết,
hướng dẫn luyện chế một đan dược mang tên Nhân Vương Đan. Theo giới thiệu bên trong thì loại đan dược này có thể giúp người uống tiến bộ, từ đó có thực lực mạnh hơn. Nhưng đây là đan dược tam phẩm, phải uống theo thứ tự mới có tác dụng, nó là đan dược đầu tiên trong tờ giấy. Ngô Bình đọc tiếp hai tờ giấy khác, quả nhiên cũng là cách luyện chế đan dược, phải có cả ba tờ này thì mới có thể luyện chế thành công Nhân Vương Đan. Chương 447, Phong Tiên chứng minh sự trung thành. Ra là Nhân Vương Đan, Ngô Bình nhớ trong phiến ngọc cũng có nói về loại đan dược này, nhưng không chi tiết về cách luyện chế, chỉ nói uống vào sẽ giúp tu sĩ tiến bộ nhanh chóng. Con người vốn tiến hóa rất chậm, chỉ có sau khi tu hành tới một cảnh giới nhất định thì mới tiến bộ nhanh chóng. Thường thì tu vi đạt tới cảnh giới địa tiên là có thể bứt phá giới hạn được rồi. Còn Nhân Vương Đan này có thể giúp người uống tiến bộ ngay, thực lực tăng lên nhanh chóng, vậy nên rất có giá trị. Mình cũng có thể luyện chế được, nhưng dược liệu để luyện chế toàn đồ khan hiếm, đang vui thì đứt dây đàn, có 13 loại dược liệu để luyện chế Nhân Vương Đan, nhưng loại nào cũng rất hiếm có, muốn thu thập đủ gần như là điều không thể. Thôi, đành chờ thời cơ đến vậy, Ngô Bình lắc đầu rồi cất cái túi đi. Sau đó tiếp tục tu luyện cách hít thở. Một đêm bình lặng trôi qua, sáng hôm sau, Phong Tiên đã đến. Ông ta được Ngô Bình mời vào phòng mình, sau đó vô cùng lễ phép hành lễ với anh, thầy Ngô, đệ tử đến rồi ạ. Ngô Bình nhìn Phong Tiên thì thấy ông ta đang rất hào hứng, xem ra ông ta rất mong chờ vào buổi gặp mặt này. Anh khẽ gật đầu rồi nói, Khương Phụng Tiên, từ giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra ông. Nếu ông có thể vượt qua thử thách, tôi sẽ truyền thụ kiến thức cho ông. Khương Phụng Tiên mừng rỡ, cảm ơn thầy. Ngô Bình nói, hôm qua, Phù Vương đã nhiều lần ra tay, thủ đoạn rất tuyệt tình, ông ta định phá hỏng kế hoạch kinh tiến của Đường Lâu. Ông có ý kiến gì trong chuyện này không? Khương Phụng Tiên đảo mắt, ông ta là người sành sỏi nên nói ngay, thưa thầy, chuyện này cứ giao cho đệ tử xử lý. Đệ tử sẽ đi gặp Phù Vương và bảo ông ta biết điều. Ngô Bình lắc đầu, ông ta đã ra tay rồi thì sẽ không chịu ngưng đâu. Khương Phụng Tiên ngẫm nghĩ rồi cắn răng nói, nếu thầy muốn trừ khử Vu Vương thì đệ tử sẽ hỗ trợ ạ. Bấy giờ, Ngô Bình mới hài lòng nói tốt, ông hãy hẹn gặp Vu Vương đi, tôi sẽ đến gặp ông ta. Khương Phụng Tiên chấn động, thầy muốn đích thân xử lý ông ta ạ. Ngô Bình nói, ông chỉ cần hẹn ông ta thôi, còn lại cứ giao cho tôi. Khương Phụng Tiên gật đầu, đệ tử biết rồi ạ. Phong Tiên và Vu Vương cũng không quá thân thiết, thậm chí còn có mâu thuẫn với nhau. Nhưng lần này, Đường Lâu nổi lên đã động tới lợi ích của họ nên cả hai không hẹn mà cùng đối phó Đường Lâu. Khương Phụng Tiên gọi tới một tứ hợp viện của Thiên Kinh, có một người phụ nữ xinh đẹp nghe máy rồi hỏi, xin chào, ai vậy ạ? Người biết số điện thoại này không nhiều, Phong Tiên là một trong số đó nên người phụ nữ mới lịch sự như vậy. Khương Phụng Tiên, tôi là Khương Phụng Tiên, tôi tìm Vu Hóa Long. Hóa Long chính là tên thật của Vu Vương. Biết là Khương Phụng Tiên. Người phụ nữ biến sắc mặt rồi nói, ra là ông Khương, ông chờ một lát nhé. Người phụ nữ bỏ điện thoại xuống bàn rồi chạy nhanh sang một phòng khác, có một người đàn ông mặc trường sam màu xám đang ngồi xếp bằng trên giường gỗ tu luyện. Người phụ nữ ngập ngừng rồi nói, bố nuôi, Phong Tiên gọi đến ạ. Vu Hóa Long mở mắt ra, đôi mắt lóe sáng, hả? Khương Phụng Tiên gọi đến ư, bố cứ tưởng ông ta sẽ bình tĩnh hơn cơ. Vu Hóa Long lập tức đứng dậy đi nghe điện thoại. Sau đó cười nói, anh Khương, sao lại gọi cho tôi thế? Khương Phụng Tiên cười lớn nói, hôm qua, tôi gieo một quẻ, phát hiện chúng ta hợp tác thì cùng có lợi, đánh nhau thì cả hai cùng thiệt hại. Trước đó, người tôi cử đến Đường Lâu đã bị tóm rồi, suy đi nghĩ lại tôi muốn bàn với anh ít chuyện. Vu Hóa Long là người cẩn trọng, nghe thấy thế, phản ứng đầu tiên của ông ta là đây có phải là bẫy hay không? Ông ta trầm tư một lát rồi cười lớn nói, anh Khương. Nếu anh muốn bàn chuyện thì cứ tới tìm tôi. Khương Phụng Tiên nói, cùng tham gia còn có một cao nhân nữa, nếu đến chỗ anh thì tôi sợ người ta không đồng ý. Vu Hóa Long nổi hứng, ai mà oai thế? Khương Phụng Tiên, một công tử cảnh giới địa tiên rất có bản lĩnh, chỉ nói vài câu đã chỉ dẫn cho tôi thuật gieo quẻ. Vu Hóa Long nói, anh Khương, anh gặp người đó thì sao lại gọi tôi? Khương Phụng Tiên cười lạnh nói, tôi muốn nhờ người đó ra mặt đối phó với Đường Lâu. Xong mời người ta thì phải trả tiền, Đường Lâu là kẻ thù chung của tôi với anh, đương nhiên anh cũng phải góp phần rồi. Vu Hóa Long cười nói, anh Khương, anh định dùng điều kiện gì để mời người đó? Khương Phụng Tiên, không giấu gì anh, người đó rất thích phụ nữ đẹp, mà phía anh thì không thiếu, tôi không tìm anh thì tìm ai đây?
Vu Hóa Long nói, anh bảo người đó là chỗ tôi nhiều người đẹp lắm, hoan nghênh đến chơi. Khương Phụng Tiên nói, anh không đến thì thôi, nhưng đừng hối hận nhé, dứt lời, Phong Tiên ngắt máy luôn. Vu Hóa Long cau mày, lẽ nào mình đa nghi quá rồi? Ông ta hỏi cô gái bên cạnh, còn gọi cho người mình ở chỗ Khương Phụng Tiên xem tình hình thế nào. Vâng, cô gái lập tức đi sang phòng khác. 5 phút sau, cô ấy trở lại rồi nói, bố nuôi, người mình bảo đúng là Khương Phụng Tiên đã tiếp một nhân vật rất lớn, hơn nữa còn rất kính trọng người đó. Vu Hóa Long gật đầu, xem ra không có vấn đề gì, còn gọi lại cho ông ta đi. Khương Phụng Tiên lúc này đã gọi ngay cho Ngô Bình, thưa thầy, Vu Vương rất gian xảo nên khó bị lừa, nhất định ông ta sẽ bảo người mình cài cắm ở chỗ đệ tử nghe ngóng tình hình. Nhưng kẻ đó đã bị đệ tử mua chuộc rồi nên có thể mượn kẻ đó để lừa ôn ta. Ngô Bình gật đầu, tốt. Quả nhiên Khương Phụng Tiên vừa sắp xếp xong thì Vu Hóa Long lại gọi tới, ông ta cười nói, anh Khương, tôi cũng muốn gặp vị công tử đó, anh có thể nói chi tiết hơn không? Khương Phụng Tiên, công tử có xuất thân từ gia tộc luyện đan, hơn nữa còn giỏi y thuật bà bói toán, gần như hoàn hảo không tì vết. Khương Phụng Tiên ngạc nhiên, cái gì? Công tử là người của gia tộc luyện đan ư? Khương Phụng Tiên, đúng, tôi chuẩn bị nhờ công tử luyện cho ít đan dược đây. Vu Hóa Long sáng mắt lên, được, tôi sẽ đến ngay. Khương Phụng Tiên bảo với Vu Hóa Long phải hỏi ý công tử đó đã, sau đó sẽ thông báo cho ông ta sau. Xong xuôi, Ngô Bình hỏi, công tử gì đó mà ông nói là bịa ra à? Khương Phụng Tiên nói, miễn sao dụ Vu Vương đến là được ạ. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, hay để tôi đóng giả công tử ấy cho. Khương Phụng Tiên ngẩn ra, thưa thầy, nhưng sau đó thì sao ạ? Ngô Bình nói cho Khương Phụng Tiên biết kế hoạch của mình, ông ta nghe xong thì kinh ngạc nói, thầy có thể luyện đan thật ạ. Ngô Bình, tôi mới biết qua qua thôi, nhưng đủ để lừa Vu Vương rồi. Khương Phụng Tiên cười lớn nói, quá tuyệt, vậy thì chúng ta không đánh vẫn thắng rồi, Vu Hóa Long cứ chờ mà ăn đủ. Chương 448, Lý Công Tử giả. Đường Băng Vân nghe xong về kế hoạch của Ngô Bình thì thấy rất thú vị, nhưng cô ấy vẫn lo lắng nói, Vu Vương giỏi lắm đấy, lại hiểu tà thuật. Nhỡ mà bị ông ta phát hiện thì anh cứ liệu chừng. Ngô Bình cười nói, ông ta không phát hiện được đâu, vì Lý Công Tử mà anh giả mạo sẽ cho ông ta thứ ông ta cần. Đường Băng Vân gật đầu, mong là thế, nhưng anh vẫn phải cẩn thận, em sẽ cho vài người đi cùng. Ngô Bình xua tay, không cần đâu, càng đông càng dễ bị nghi ngờ. Đường Băng Vân nói tiếp, khéo Vu Vương biết mặt anh rồi đấy, tốt nhất anh nên cải trang đi. Ngô Bình cười nói, em nhìn nhé. Nói rồi, diện mạo của anh bắt đầu thay đổi, trán rộng hơn, mắt dài ra, thêm nhiều đường nét rất nhỏ khác nữa, không lâu sau, Ngô Bình đã biến thành một người khác. Diện mạo hiện giờ của anh trông rất lạ, khiến người nhìn có một ấn tượng sâu. Sau khi thấy thế, Khương Phụng Tiên chấn động rồi không ngừng gật gù. Chỉ có Đường Băng Vân là tỏ vẻ chê bối với diện mạo này của anh, trông xấu chết đi được. Ngô Bình liếc mắt coi thường rồi nói, Khương Phụng Tiên. Ông hãy giải thích cho cái người ngoại đạo này cho tôi. Khương Phụng Tiên cười nói, cô Đường, diện mạo hiện giờ của thầy là một trong 8 đại kỳ tướng, trán rộng, mày rậm, miệng lớn, là tướng làm quan. Diện mạo này sẽ để lại ấn tượng sâu cho người khác, khiến họ phải nể sợ. Đường Băng Vân chép miệng, gì mà tướng làm quan, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Ngô Bình cười nói, thay đổi mỗi gương mặt thôi thì chưa đủ, Băng Vân. Em đến cửa hàng cầm đồ giỏi lấy ý quần áo người cổ xưa hay mặc đến đây. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đã thay quần áo, sau đó rời đi cùng Khương Phụng Tiên. Hai người bạn nhau sẽ hẹn gặp Phoebe ở nhà của Khương Phụng Tiên. Đây là một ngôi nhà lớn, đằng trước có vườn hoa, giá đất ở đây cực đắt đỏ, những ngôi nhà rộng như thế này không còn nhiều nữa. Đến nơi rồi, Khương Phụng Tiên vô cùng cung kính mà gọi Ngô Bình là công tử Lý như tiếp đón tu sĩ cảnh giới địa tiên. Ngô Bình đã thay đổi diện mạo và thay quần áo thời cổ, ngoài ra còn mang theo mấy món đồ cổ, đó đều là anh đồ anh lấy trong tảng đá, vì hợp với hoàn cảnh nên mang theo. Ngô Bình đi vào một căn nhà riêng biệt, anh đóng cửa rồi tập trung ngồi luyện công và tập bài hít thở. Lúc này, Khương Phụng Tiên mới thông báo cho Vu Hóa Long, anh Vu, công tử Lý đã đồng ý gặp anh rồi. Công tử đang ở nhà tôi, nhưng tôi không dám chắc 100% là người có đổi ý hay không. Nếu ông tử không đổi ý không muốn gặp anh nữa thì cũng đừng trách tôi nhé. Vu Hóa Long vội nói, được, anh Khương chờ tôi một lát, tôi sẽ đến ngay. Nơi ở của họ khá gần nhau, khoảng chục phút sau,
Vu Hóa Long đã dẫn theo 4 thuộc hạ tới. Khương Phụng Tiên ra tận ngoài cửa đón. Khương Phụng Tiên cười nói, anh Vu, anh đến nhanh thế. Vu Hóa Long nhìn ra sau lưng Khương Phụng Tiên rồi hỏi, công tử Lý có đây không? Khương Phụng Tiên cười đáp, đương nhiên là có rồi, công tử đang luyện công ở nhà sau, tôi không dám làm phiền, chúng ta trò chuyện một lát rồi chờ một thể. Nói rồi, hai người đi vào phòng khách, Khương Phụng Tiên sai người pha trà rồi trò chuyện cùng Vu Hóa Long. Vu Hóa Long rất muốn biết công tử Lý là thần thánh phương nào nên câu chuyện chỉ quay quanh nhân vật này, anh Khương, công tử xuất thân từ gia tộc luyện đan, vậy chứng tỏ cậu ấy biết luyện đan đúng không? Khương Phụng Tiên cười đáp, đương nhiên, không thì tôi nịnh cậu ấy làm gì? Vu Hóa Long mừng rỡ, tốt quá, tu vi của tôi đang chứng lại, muốn đột phá thì cần có đan dược hỗ trợ. Nếu xin công tử luyện được cho ít đan dược thì hết sảy. Khương Phụng Tiên xua tay, nếu là đan dược thì anh đừng xin. Tôi đã từng thử rồi, nhưng công tử toàn từ chối. Anh cũng biết đấy, đan dược quý hiếm với tu sĩ cảnh giới địa tiên thế nào mà, sao người ta cho mình được? Vu Hóa Long sa sầm mặt rồi hỏi, không có một cơ hội nào sao? Khương Phụng Tiên ngẫm nghĩ rồi đáp, không rõ nữa, lần này công tử đến là có việc, nếu chúng ta có thể hỗ trợ cậu ấy thì khéo cậu ấy lại đồng ý luyện đan cho. Vu Hóa Long hào hứng hỏi, việc gì thế? Khương Phụng Tiên, tôi nghe công tử nói chuyến này đi để thu thập dược liệu để luyện tiên đan cho người lớn trong nhà dùng. Tiên đan, Vu Hóa Long sáng mắt lên, tiên đan gì thế? Khương Phụng Tiên xua tay, sao tôi dám hỏi nhiều? Chỉ biết là một loại đan dược cấp cao thôi. Nói đến đây, ông ta thấp giọng nói, tôi thấy trên người công tử có nhiều bình thuốc lắm, chắc bên trong toàn đan dược. Vu Hóa Long ngứa ngáy, anh Khương, anh nhất định phải nghĩ cách để công tử bán ít đan dược cho mình. Nếu được thì bao nhiêu tôi cũng trả. Khương Phụng Tiên thở dài, anh tưởng tôi không muốn à. Nhưng công tử có lai lịch lớn, người ta thèm để mắt tới chúng ta chắc. Vu Hóa Long cười nói, tôi mang một món bảo bối tới, lát gặp công tử biết đâu cậu ấy lại thích. Khương Phụng Tiên ngẩn ra, bảo bối gì thế? Vu Hóa Long tỏ ra thần bí, lát anh sẽ biết. Ngô Bình tập trung tu luyện đến 4 giờ chiều thì mới mở cửa đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng động. Khương Phụng Tiên vội đứng dậy rồi cung kính ra tiếp đón. Ngô Bình xuất hiện, Vu Hóa Long nhìn thấy diện mạo của anh thì chấn động, sau đó vội chắp tay, Vu Hóa Long tham kiến công tử Lý. Ngô Bình thờ ơ quan sát ông ta rồi ừm một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế chủ tọa. Khương Phụng Tiên cười nói, công tử, đây là Vu Hóa Long bạn của tôi. Biết tin công tử đến, anh ấy muốn tới gặp. Ngô Bình nói, ừm, sau đó cầm tách trà lên uống. Bầu không khí rất ngượng ngập, Ngô Bình không để ý đến hai người kia. Vu Hóa Long liếc Khương Phụng Tiên, Khương Phụng Tiên ho khan nói, công tử, anh Vu đây có mang một món bảo bối tới, mời công tử xem ạ. Nghe thấy có bảo bối, Ngô Bình mới có vẻ hứng thú, có thứ gì hay à? Vu Hóa Long vội nói, vâng, tôi có mang một món bảo bối tới, mời công tử xem. Ngô Bình ừm rồi nói, được. Vu Hóa Long xua tay. Một tên thuộc hạ của ông ta lấy một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn trong túi ra. Vu Hóa Long cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong có một chiếc bình nhỏ màu xanh, ông ta đưa bằng cả hai tay cho Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy rồi mở nắp bình, sau đó ngửi thấy một mùi thuốc kỳ lạ. Bên trong có một viên bán đan, xem chừng đã rất lâu đời rồi. Vu Hóa Long nhìn Ngô Bình rồi nói, công tử, cậu học rộng biết nhiều, có thể cho tôi biết đây là đan dược gì không? Ngô Bình híp mắt lại. Biết rằng Vu Hóa Long đang thử mình. Đúng là lão cáo già, đến giờ rồi mà vẫn hoài nghi thân phận của anh. Chương 449, Thiên Tiên Huyết. Ngô Bình bình thản nói, viên đan dược này có tuổi đời quá cao nên hết công dụng rồi. Viên hoàn chỉnh thì chắc là để luyện hình, nhưng viên chỉ có một nửa thì chỉ để luyện thần thôi. Vu Hóa Long thầm thán phục, ông ta đã mua 2 viên đan dược này trong một buổi đấu giá, mà chúng đúng như lời Ngô Bình nói. Anh chỉ liếc nhìn đã biết là đan dược gì, công tử này đúng là cao thủ luyện đan. Vu Hóa Long vội nói, cảm ơn công tử đã chỉ bảo, tôi còn có một món nữa muốn công tử xem. Ông ta lại lấy một chiếc hộp màu xám ra, chiếc hộp này làm bằng kim loại, hình vuông, cao khoảng 20 phân, mặt ngoài được khắc các đường vân kỳ quái, vừa nhìn đã biết là đồ cổ. Công tử, tình cơ tôi có được vật này, nhưng chưa mở được ra bao giờ. Công tử đã ở cảnh giới địa tiên. Chắc sẽ có cách mở nó, ông ta tươi cười rồi nói tiếp, tôi coi nó hơn cả châu báu ngọc ngà, giờ tôi sẽ tặng cho công tử. Ngô Bình nhìn chiếc hộp rồi cười hỏi, tặng cho tôi ư?
Vu Hóa Long gật đầu, vâng, mong công tử nhận cho. Ngô Bình ừm một tiếng rồi cười hỏi, nhỡ vật bên trong là bảo bối hiếm có, ông không hối hận chứ? Vu Hóa Long cười nói, nếu thế thì chứng tỏ là công tử rất may mắn, tôi sẽ thấy vui cho công tử. Ngô Bình, được, tôi nhận. Dứt lời, anh giơ tay điểm mấy cái vào chiếc hộp, sau mỗi lần điểm, chiếc hộp lại phát ra một tiếng rắc. Cuối cùng, có một cái cột nhỏ trồi lên giữa hộp. Cái cột ấy trong suốt, bên trong có một cái bình nhỏ, chứa dịch thuốc màu lam. Thấy thế, Vu Hóa Long lập tức trợn tròn mắt rồi vô thức hỏi, đây là thứ gì? Ngô Bình lấy cái bình ấy ra rồi lắc, sau đó quan sát vài giây, là huyết thanh. Vu Hóa Long ngẩn ra, huyết thanh. Khương Phụng Thiên cũng ngạc nhiên hỏi, công tử, là huyết thanh của người ư? Ngô Bình gật đầu, chữ rõ, có lẽ là đồ mà cổ nhân dùng để nghiên cứu, chắc không có giá trị gì. Dứt lời, anh ấn lên chiếc hộp, cái cột đó thụt xuống, chiếc hộp này được đấy, rất có giá trị siêu tầm. Hiện giờ, Vu Hóa Long đã hoàn toàn khâm phục Ngô Bình. Ông ta đã từng mời nhiều đại sư cơ quan và cao thủ giang hồ, nhưng không ai mở được, vậy mà anh chỉ búng tay cái là xong. Ông ta đảo mắt rồi cười nói, công tử giỏi quá ạ. Thật ra, Ngô Bình đang vô cùng kích động, vì thứ ở trong bình đúng là huyết thanh, nhưng nhờ khả năng nhìn xuyên thấu nên anh biết huyết thanh ấy tỏa ra sức mạnh đặc biệt, phán đoán ban đầu của anh thì thứ trong bình chính là thiên tiên huyết. Ngô Bình mỉm cười nói, quá khen, tôi luôn thích nghiên cứu cơ quan nên mở được cái hộp này cũng dễ thôi. Dứt lời, anh nhìn Vu Hóa Long, tôi không lấy không của ông đâu, ông có yêu cầu gì thì cứ nói. Vu Hóa Long không ngờ công tử Lý lại thẳng thắn như vậy, ông ta ngẩn ra, sau đó tươi cười nói, công tử, tôi có một chuyện muốn nhờ. Tôi mắc kẹt ở cảnh giới nhân tiên lâu rồi, cảm giác như không thể đột phá được nữa. Không biết công tử có cách gì hay đan dược nào giúp được tôi không? Ngô Bình nhìn ông ta, ông cần đan dược giúp ông đột phá lên cảnh giới vĩ thần ư. Vu Hóa Long gật đầu, vâng, tôi đang rất cần. Ngô Bình trầm ngâm nói, tu vi của ông mới ở nhân tiên sơ kỳ, cần đan dược thì còn phải xem tình trạng của ông mới được. Nói rồi, anh ra hiệu cho Vu Hóa Long vận công, còn mình đứng một bên quan sát. Anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy hồn phách của Vu Hóa Long rất yếu, chỉ có thể chất là mạnh. Quan sát một lúc xong thì Ngô Bình nói, ông không luyện cữ cơ bản ở giai đoạn luyện thần nên giờ muốn đột phá lên võ thần là rất khó. Vu Hóa Long càng đem bội phục, ngày trước ông ta chỉ luyện đến cảnh giới thần ý ở giai đoạn luyện thần. Ban đầu thì không sao, nhưng khi tới cảnh giới nhân tiên thì bắt đầu có chuyện, dù ông ta cố gắng thế nào cũng không thể tiến bộ tiếp được. Ông ta hỏi, công tử, đúng là tôi đã sơ suất, không biết phải dùng đan dược nào mới được ạ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, đầu tiên là ất thuật thần đan, sau đến tôi thần đan, khi nào thần hồn của ông đủ mạnh thì chắc sẽ đột phá được. Vu Hóa Long sáng mắt lên rồi quỳ xuống nói, xin công tử hãy luyện chế hai loại đan dược ấy giúp tôi. Ngô Bình nhìn ông ta, Vu Hóa Long, ông có biết đan dược ở cảnh giới địa tiên quý thế nào không? Vu Hóa Long vội nói, tôi biết ạ, nhưng nếu công tử đồng ý giúp, nhất định tôi sẽ hầu tạ. Ngô Bình hừ nói, khỏi. Ông ra giá đi rồi tôi luyện đan cho. Vu Hóa Long nói, mời công tử ra giá trước ạ. Ngô Bình ngập ngừng rồi nói, tôi đi tìm dược liệu để luyện đan cho người lớn trong nhà, thế này đi, chỉ cần ông có thể tìm được ba trong mấy loại dược liệu ấy thì tôi sẽ luyện chế cho ông ất mộc thần đan. Nói rồi, Ngô Bình lấy một tờ giấy viết các dược liệu ra. Vu Hóa Long nhận lấy bằng hai tay, sau đó đọc qua rồi nói, nhất định tôi sẽ cố hết sức để tìm. Ngô Bình gật đầu, nếu ông có thể tìm được hết thì chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện luyện tôi thần đan. Vu Hóa Long, vâng. Đây chính là những dược liệu để luyện chế nhân đan vương. Ngô Bình nói tiếp, luyện đan cũng cần chi phí, mỗi bình ất mộc thần đan, ông đều phải trả 5 tỷ. Vu Hóa Long nói ngay, được ạ, tôi sẽ chuyển cho công tử luôn. Ngô Bình, cứ chuyển cho Khương Phụng Tiên ấy, còn chuyện này nữa, đi ép ở đường môn có những dược liệu mà tôi cần. Sau này ông không được kiếm chuyện với đường lâu nữa. Nghe thấy thế, Vu Hóa Long ngẩn người, nhưng ông ta là người thông minh, biết rằng trở thành tu sĩ cảnh giới võ thần mạnh hơn lợi ích kiếm được từ thiên kinh nhiều. Ông ta nói ngay, công tử yên tâm, từ giờ tôi sẽ là đối tác trung thành với đường môn. Ai dám gây bất lợi cho họ, tôi sẽ xử ngay. Đây chính là kết quả mà Ngô Bình muốn thấy, anh muốn khống chế Vu Hóa Long, nhưng bản nãy chợt thay đổi ý định. Làm thế này vừa loại trừ uy hiếp cho đường lâu, vừa bắt Vu Hóa Long ngoan ngoãn nghe lời mình. Tốt,
Anh gật đầu, tạm thời ông cần 3 đến 5 viên ất mộc thần đan, giờ tôi đang có sẵn một viên, ông cầm trước đi. Dứt lời, anh lấy một bình đan dược ra đưa cho Vu Hóa Long. Ông ta mừng rỡ rồi mở nắp, sau đó một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Vu Hóa Long kích động tới mức run lên rồi nói, cảm ơn công tử. Ngô Bình, đừng vui mừng quá sớm, nếu không thể tìm đủ dược liệu cho tôi thì đừng mơ có được tiếp. Vu Hóa Long, nhất định tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ của công tử. Ngô Bình xua tay, được rồi, các người trò chuyện đi, dứt lời, anh đứng dậy về phòng. Anh vừa đi, Vu Hóa Long đã chắp tay với Khương Phụng Tiên, anh Khương, tôi sẽ nhớ ơn anh. Chương 450, Đường Lăng Phách Lối. Hôm nay nếu Khương Phụng Tiên không gọi Vu Hóa Long tới thì ông ta đã không thể gặp công tử Lý, vì thế ông ta đang vô cùng cảm kích Khương Phụng Tiên. Khương Phụng Tiên thở dài nói, tôi không ngờ công tử lại bảo vệ đường lâu, chuyện này đột ngột quá, công tử làm tôi trở tay không kịp. Vu Hóa Long khuyên nhủ, anh Khương, đường lâu mà cắm rễ ở Thiên Kinh thì sẽ gây bất lợi tới lợi ích của chúng ta, nhưng chúng ta quen được công tử thì còn may mắn hơn nhiều. Chỉ cần mình lấy lòng được công tử thì tương lai khỏi phải lo nghĩ. Một khi chúng ta tiến vào cảnh giới địa tiên, chút lợi ích của Thiên Kinh có là gì chứ? Khương Phụng Tiên gật đầu, anh Vu nói đúng. Nhưng chúng ta đã ra tay với đường lâu rồi, giờ muốn hòa giải e là không dễ đâu. Vu Hóa Long bình tĩnh nói, anh yên tâm, đường lâu chỉ mong chúng ta hòa giải thôi, chắc chắn họ sẽ không xung đột với mình đâu. Hai người trò chuyện thêm mấy câu thì Vu Hóa Long đứng dậy ra về, ông ta phải về nhà uống ất mộc thần đan xem hiệu quả thế nào. Tiễn Vu Hóa Long xong, Khương Phụng Tiên chạy tới gặp Ngô Bình ngay, ông ta nịnh bợ nói, thưa thầy thấy đệ tử có thể tiến vào cảnh giới địa tiên không ạ? Thấy Ngô Bình tặng đan dược cho Vu Hóa Long, Khương Phụng Tiên vô cùng ngưỡng mộ. Tu vi của họ ngang nhau, nếu Vu Hóa Long đột phá cảnh giới võ thần thì đương nhiên Khương Phụng Tiên cũng muốn đột phá lên địa tiên. Ngô Bình nói, ông cứ làm việc cho tốt, tôi đảm bảo ông sẽ đột phá. Còn Vu Hóa Long, ông ta chỉ là một quân cờ của tôi thôi. Khương Phụng Tiên mừng rỡ rồi nói, cảm ơn thầy, ST sẽ trung thành một lòng với thầy. Ngô Bình lại lấy một đơn thuốc đưa cho Khương Phụng Tiên rồi nói, ông cũng lưu ý các dược liệu trong đơn này, nếu tìm được thì tôi sẽ có thưởng. Khương Phụng Tiên nhận lấy rồi nói, vâng. Ngô Bình rời khỏi nhà của Khương Phụng Tiên rồi lặng lẽ về đường lâu, lúc này trời đã tối đen, anh tìm đường băng vân trước. Anh mở cửa ra thì nghe thấy một giọng nói xa lạ của đàn ông, đường băng vân, cô đừng có không biết điều. Lúc này, có 5 người đàn ông lạ mặt trong nhà. Một người thanh niên trong số đó đang nói chuyện với Đường Băng Vân, anh ta ăn nói lỗ mãng, không hề nể nang ai. Đường Băng Vân tức tối nói, Đường Lăng, anh đừng quá đáng. Là ông bảo tôi phụ trách đường lâu, Kim Ngọc Đường thò tay dài quá rồi đấy. Người thanh niên tên Đường Lăng cười nói, Đường Băng Vân, Kim Ngọc Đường chuyên phụ trách sản nghiệp của đường môn, thế đường lâu có phải sản nghiệp của đường môn không? Nếu có thì phải do tôi quản lý. Đường Băng Vân cười lạnh, Đường Lăng. Anh hống hách quá rồi đấy. Anh tưởng không ai ở đường môn trị được anh à. Đường Lăng cười khẩy nói vớ vẩn vừa thôi, hôm nay tôi sẽ tiếp quản đường lâu. Sau đó, hai người mới chú ý thấy Ngô Bình đang đứng ở cửa. Băng Vân, sao thế, Ngô Bình bước nhanh tới rồi đứng cạnh đường Băng Vân. Đường Băng Vân hừ nói, anh ta là Đường Lăng, lần trước đã cướp trang web cược bóng của đường lâu, giờ lại đòi giành quyền quản lý nơi này luôn. Ngô Bình lạnh lùng nói, chuyện này đơn giản mà, cứ hỏi ý ông là xong. Đường Băng Vân thở dài nói, ông bế quan mất rồi, giờ em không liên lạc được. Cậu là ai? Đường Lăng nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi hỏi với giọng ngang tàng, hoàn toàn coi thường anh. Ngô Bình bình tĩnh đáp, tôi là Ngô Bình chồng sắp cưới của Băng Vân. Đường Lăng cười phá lên, Ngô Bình đây hả? Cậu đến đúng lúc lắm, nghe nói cậu có 30% ở đường lâu. Giờ tôi chính thức thông báo. 30% cổ phần này không liên quan đến cậu nữa. Giờ đường lâu sẽ thuộc về Kim Ngọc Đường. Nghe thấy thế, Ngô Bình sầm mặt, để giải quyết vấn đề của đường lâu, anh đã tốn bao công sức. Giờ thì hay rồi, tên này mở miệng ra là đòi cướp luôn, đúng là không thể chấp nhận được. Đường Băng Vân cười lạnh, anh đòi cướp ư, đó là cổ phần ông cho Ngô Bình, không ai được lấy hết. Đường Lăng hừ nói, tôi không quan tâm, giờ tôi quyết vậy rồi. Cô hiểu chưa? Đường Băng Vân còn định tranh luận tiếp, nhưng Ngô Bình đã vô vai cô ấy rồi nói, Băng Vân, đừng phí lời với anh ta nữa. Đường lâu do chúng ta quản lý, đừng ai hòng cướp được. Dứt lời, anh kéo Đường Băng Vân đi ra ngoài.
Khoan, Đường Lăng lạnh giọng nói, tôi cho hai người đi à? Ngô Bình cau mày, anh muốn thế nào? Đường Lăng trầm giọng, tôi đã nói rồi, mau giao quyền quản lý đường lâu cho tôi. Mấy ngày tới, các người phải nghe tôi sắp xếp, tôi bảo làm sao thì phải làm vậy. Ngô Bình bắt đầu bực mình, tôi chưa phải người của đường môn, anh không quản được tôi đâu. Đường Lăng cười ha hả, không quản được ư, vậy cậu thử đi đi, xem có sống mà bước chân qua cửa này không. Anh ta vừa nói dứt câu, đã có hai cao thủ cảnh giới tiên thiên đứng chặn ở cửa, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Bình. Ngô Bình thở dài, chẳng dễ gì mới bồi dưỡng ra hai cao thủ cảnh giới tiên thiên, giờ bị tôi đánh chết thì phí quá. Đánh chết họ, Đường Lăng ngẩn ra rồi cười phá lên, nhìn cho rõ đi. Họ là đại cao thủ cảnh giới tiên thiên hậu kỳ đấy. Đừng nói là hai đánh một, kể cả solo thì cậu cũng thua là cái chắc. Ngô Bình hừ một tiếng rồi ngoái lại hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, anh đánh chết họ, ông có nổi giận không? Đường Băng Vân đang tức nên đáp, chỉ cần không đánh chết Đường Lăng là được, còn anh muốn xử ai thì xử. Ok, dứt lời, Ngô Bình cất bước, hai cao thủ kia cùng ra tay, tấn công anh từ hai phía. Vào lúc cấp bách, có một tiếng động lớn vang lên, Ngô Bình đánh bay hai tên đó, một người lún ngực, lục phủ ngũ tạng vỡ nát. Người còn lại tung một quyền đánh vào vai trái Ngô Bình, song đã bị bộ giáp của anh ngăn cản, tay tên đó tê dần. Ngô Bình nhân cơ hội đó chộp vào cổ tay hắn rồi đá vào hạ bộ của hắn. Như có thứ gì đó vỡ nát, tên kia trợn tròn mắt rồi ôm hạ thân nằm lăn lộn dưới đất. Hai cao thủ cảnh giới tiên thiên đều đã bị thương nặng, Ngô Bình ngoái lại nhìn Đường Lăng rồi hỏi Đường Băng Vân, Băng Vân, nếu giờ anh đánh Đường Lăng, Kim Ngọc Đường có tìm anh báo thù không? Nghe thấy thế, Đường Lăng bắt đầu thấy sợ, anh ta không còn ngông nghênh nữa, mà nhìn Ngô Bình đăm đăm, cậu cũng có chút tài năng đấy, nhưng nếu đánh tôi thì có chuyện với Kim Ngọc Đường đấy. Ngô Bình cười nói, sao? Kim Ngọc Đường định giết tôi à? Đường Lăng lạnh người khi nhìn thấy nụ cười của Ngô Bình, sau đó phải nói lái đi, ai làm đệ tử của đường môn bị thương, môn chủ sẽ không bỏ qua. Ngô Bình hừ mạnh nói, Đường Lăng, tôi định cho anh chút thể diện, nhưng giờ xem ra không cần rồi, biến ngay cho tôi. Đường Lăng tái mặt, sau đó đá bay sofa ở cạnh đó rồi đi mất. Mấy tên thuộc hạ cũng chạy theo ngay, ngoài ra còn không quên khiêng hai tên ban nãy đi. Thiếu đường chủ, Ngô Bình này ngông quá, vào thang máy rồi, một tên nói, chúng ta mau báo cho đường chủ, để người cử cao thủ tới. Chát, Đường Lăng tát cho tên đó một phát rồi mắng, ngu dốt. Nếu bố tao ra mặt được thì còn bảo tao đến làm gì? Người bị đánh rụng mất ba cái răng, sau đó ngậm họng. Một người khác nói, thiếu đường chủ, Ngô Bình này khó chơi rồi, thuộc hạ thấy cậu ta không uy hiếp bừa đâu. Chúng ta phải tính kế lâu dài, đừng xung đột với cậu ta vội. Đường Lăng hừ nói, mai là đường diệt tới rồi, để tao xem Ngô Bình có dám ra tay với đường diệt không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.